ควันแซกเนาะไฟขาวแซกเนาะอย่าเป็นโมหะเดี๋ยวยิ่งที่ทำผมอะอย่างนั้นที่ผมเหยียดให้มันยุ่งเลยก็ลองทำผมจึ๊บทำผมเบิ้ลหาแอนเบิ้ลสายจางอย่าทำผมซ้ำให้ความร้อนระดับลึกที่ต้องทำผมก็ไม่หยุดก็ทำไปเขาเป่าจุ่มเขาทำผมอะไรแล้วก็ได้ไม่หยุดแล้วก็đầu tiên là ở nước ngoài đi vô công thì kể theo cái thứ tự ở ngoài là da rồi mở dưới da rồi lớp cơ rồi tới gì nữa
nguyên tắc tạo hình, thì mình nghĩ tới các cái lớp nó sẽ phản ánh cái độ phản ánh nó như thế nào rồi. Bây giờ cấu trúc của ví dụ như ở mặt trời thì nó còn có những cái gì nó đặc thù hơn so với lại các cấu trúc khác. Cấu trúc gì nóng của phần mềm
thì tôi cần thấy được cái độ xuyên không cực cao, nhưng cái cần độ không dài. Vì vậy một cái đồng lò đáp ứng với lại độ xuyên không không cực cao để có được bệnh dày ở người và béo phì thì vậy nó là người thành viên là chủ yếu là trong cơ mỡ. Còn cái mà được bệnh viên mất cơ thì vậy cũng là hai thành viên mất cơ. Thank you.
đi tới một phần khó thì vậy có cái siêu âm cũng phải khảo sát cái thành phố cái vùng đó rồi có xác định được là có phát triển hay không phát triển. Rồi câu hỏi thứ hai đặt ra tại trên lâm sàng người ta nói là nhiều như khám một bác sĩ mặt sàng có chỉ ngoại khoa nói là có bác sĩ mặt sàng và ta đi luôn là thấy có tốt về mặt phổi nhưng mà khi đưa lên siêu âm thì ta muốn biết xác định cái bản chất của cái khối đó là cái gì thì muốn biết bản chất của cái khối thì ta nhờ được siêu âm với cái bộ phân giải của nó là cao nhất CT nó các bạn rồi cũng từ là cái phương pháp là có cái độ phân giải của nó cũng cao thì siêu âm cũng là vàng hoàn toàn hoặc là có liên quan tới sản phẩm thì như vậy nếu trong trường hợp cái tình huống thứ hai là bệnh nhân trước đó bệnh nhân khai là có bác sĩ khám bác sĩ lâm sàng khám là có nhưng tới chúng ta còn có thì cái siêu âm của mình chẳng ra là mình có thấy được hay không cố đi tìm ra được thì theo bác sĩ gọi là xoang bụng bình thường nhưng mà bác sĩ nói là có xoang bụng của mình là bình thường thì nó có cái gì mà đổi nhau ở đây không biết không chẳng ví dụ như ở một cái bệnh viện các bệnh viện các chị hay tự thấy như bệnh viện có khoa ngoại bệnh nhân mổ phát vị trước khi mổ gần như là trong cái trước khi để đó để khám tiền mê hoặc là các cái khu vực những cái để trước khi mổ một cái bộ xét nghiệm là hình ảnh trước khi mổ thì cũng phải coi được cái xung quanh bệnh nhân để cho sư quan cái bụng này cái đó là cái bộ dự phòng thì bệnh nhân kiểm soát là phát triển hiện tại cả là tình huống là vậy thì mình xoay cũng bình thường các bạn thấy là có cái gì đó nó không ổn thế là thực tế thế các bạn cứ làm xoay là trước sau các bạn biết là đi về các cơ sở viện đa khoa đương nhiên nó có một gì đó nó không ổn giữa cái lòng sàn với lại đàn ông mà ở đây là siêu âm hay rõ ràng là có tổn thương là mới đi vô cơ bệnh viện mới đi vô cơ sở y tế cao và người ta cũng mới được chỉ định mổ có nghĩa là bác sĩ lâm sàng đã thấy rồi nhưng mà tại sao không có bình thường thì đó là vấn đề đặt ra chúng ta phải liên hệ và rõ ràng nó là bình thường và cái câu khẳng định mình bạn không thấy thì bởi vì về mặt nguyên tắc đối với lại siêu âm đối với thành bụng đó thì ở những cái ngách mà những ngách đó là những ngách cầu có nghĩa là trong trạng thái mà nó không mở trong thành mà không có nghĩa là đó là tạng có gì nó không có đi qua cái đường máu thì chắc chắn nó không thể phân biệt được cái cân nào cái mạng nào nó bị yếu với lúc đó là nó nằm ở trên nếu khoan nào là khoan nào thì nó không chết được nếu như khoan mặt tụ nó có khoan nhưng mà nếu trong trường hợp có dịch thì nó thấy không có dịch không 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 thấy dù là nó có khoan mặt tụ nó có khoan mặt tụ nhưng mà gọi là khoan nào thì ở trong trạng thái phát triển thì nó thấy cái
yếu của thành phố, có thể là học sinh, có thể là bạn phải ở khi nào nếu ở hàng tay mà người dân không có, nó không tồn tại, không có cái tài ở cái điểm này thì cái tài đó là không đi mà không biết được. Chưa khi thì nó có thể được thay, chưa kể là nó chưa được thay thì quá dễ để xác định. Nó trên cái siêu âm của mình khi mà một cả một cơ hội được thay đổi, chúng ta sẽ được thay đổi và chưa phát hiện được siêu âm. Mà trong cái trường hợp bất kỳ đó, theo bạn đã biết là gì thì cái đó thì bạn sẽ không thể không biết không thấy bạn phát hiện ở vị trí nào đó ở thời điểm quan sát. Để có ra những cái thông tin chạy với chạy luôn khi mà nó tìm ra nó bị chứa được trong cái chỗ yếu lúc đó mình mới quan sát luôn, còn nếu mà không có thì phải là không không thấy. Nhưng mà nên chưa các bạn trong số đó là bình thường, nghe và chúng thì bình thường và làm tư trong cuộc bình thường. Ta trả lời là tôi là một người các bạn trong số chưa thấy bình thường, nhưng mà theo một câu là không có thấy được bạn có bị ở cái vị trí nào đó ở cái vị trí nào đó nhấn mạnh về cái đó để chứng tỏ rằng mình có chú ý đến cái đó. Chúng ta ở cái thời điểm mà mình không đang đó ra đó là những tình huống nó sẽ nằm trong cái nằm trong cái chuyện khi xưa có thể là nó tồn tại, có thể là không tồn tại. Và những tình huống ở giữa hai cái trạng thái đó khi mà được nằm lên thì tối ở trên thành phố thì khi xưa thì mình còn có cảnh sát những cái gì đó, dù có một cái cố vô lên ở cái vị trí nào đó thấy được bằng mắt thường, sờ được bằng tay, thì cái mục đích của xưa đến với mình có một cái khai, có một cái uống bệnh nhân nằm lên giường siêu âm gọi là đứng mở áo ra cho mình xem, rõ ràng mình thấy có một cái khối nó nằm ở một cái dưới xương phải chẳng hạn, mình lấy tay và có thể nó căng, có thể nó chắc, có thể nó cứng ở các cái mặt khác nhau, có nghĩa rằng là rõ ràng còn phải có một cái khối ở cái biến về mặt hình thái của thành phố. Vì vậy cái mục đích xung quanh của thành trong tình huống. Nên các cách nhau
ีระดับสวอนทำอะไรก็โชคดีครับกับแตกครับแต่ที่สวอนควรจะมีความตื่นตีอย่ามันก็สายตาหรือว่าตื่นตีชุดให้หนาเรียกตัวเองก็มีที่ตากันไปสักหนึ่งอย่างนี้คุ้มก่อนถ้าทำเหมอทำหมดที่อยู่ที่ทำหมดก็ติดก็แก้เลิฟอยู่ไหนก็น้อยเลิฟเพราะว่าพวกมันทันให้กับไว้พวกมันทันเด้อที่มันก้อยการแก้แตกตรงหัวบุ้งง่ายที่บนยืดหัวหินที่มันก้าวแทรกแต่การแตกตรงซ้อนบุ้งที่เราจะทายหัวที่มีเถอะก่อนเกินทันบุ้งที่น้องเขาทายหัวที่มีเถอะให้ทันบุ้งมันได้โค้งตัวยันเถอะเลยทั้งซ้อนบุ้งหรือเถอะร่างที่แก้ดองยองที่ทับแทรกไปหมดยาเราที่เราต้องโค้ดเราพิจารณาโค้ดเองโดยเฉพาะเราทันบุญที่เราโค้ดเองเชื่อเราอยู่ออกซอยก็อย่างนี้ก็การแต่งเราพิจารณาดูแต่งตั้งให้ตั้งตรงเดี๋ยวก็ถือตรงจำถือตรงโค้ดอย่างการที่ได้ยินหมดเดียวอย่าเรื่องสวัสดิ์นะพี่มันการที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ให้น้อยกว่าเราแต่งโค้ดnhưng mà thật sự ra khi mà các chị làm siêu âm các chị thấy quỷ nó cũng không cố định, nó cũng thay đổi theo nhịp thở, nhưng mà với một cái mức độ đó
ghé di động hơn so với lại các cái bạn trong khuôn mặt gan hay tắc hay là thận. Thận sau khuôn mặt thì nó cũng di chuyển, nhưng mà cái giữa gan nhờ vào cái tính chất là các cái cấu trúc di chặt của các thận đặc thì các thận sống khác nhau, cho nên là cái độ di chuyển của các bạn ở trong bộ họ khác nhau theo cùng một tự động của họ. Và như thế dựa vô tính chất đó mà mình thấy xem cái tính chất trưởng với nhau giữa các bạn, thế là toàn bộ các bạn đó tự động hô hấp so với lại cố định của thành phố, nhưng giữa các bạn với nhau thì cũng có cái độ chênh lệch về độ di động theo nhịp thở khác nhau, hay nói khác hơn là nó sẽ trường bên nhau. Ví dụ như các chị thấy giữa thận với lại thận phải với gan, các chị sẽ thấy hai cái nó sẽ di động khác nhau, giống như là gan nó sẽ trường bên trên thận, thì sẽ làm thận nó cũng di động theo nhịp thở, gan cũng di động theo nhịp thở, nhưng gan dễ hơn là thận. Thành ra giữa gan thận nó sẽ trường lên, và nhà tính chất trường đó thì mình sẽ xác định được cái tính chất. Có một cái khối u nó nằm giữa gan với thận, cái này cũng thường thấy. Dù gan túi mật là sẽ cử động theo cùng nhịp hô hấp, bởi vì gan nó dính chặt vô trong túi mật, dính chặt vô trong gan bằng cái cần của gan và cái giường của túi mật, cho nên là nó di động theo cùng nhịp. Nhưng mà giữa các bạn với nhau thì nó sẽ cử động khác nhau. Thì ví dụ như giữa gan với lại thận nó khác nhau, cái thông thường hay thấy nhất đó, cái gì sau này làm nhiều cái gì sẽ thấy, thì đó chỉ một cái cấu trúc dạng nang đơn giản thôi. Có thể nang nó phát triển ra ngoài bao gan, có nghĩa là nhô ra khỏi cái bề mặt của bao gan, có bề mặt của gan bình thường nhưng mà nó vẫn trong bao, hay là thận cũng vậy, nó phát triển ra ngoài thận, phát triển ra ngoài gan, nó nằm giữa gan với thận. Thì mình không biết cái nang này nó thuộc về CT MRI không thấy được, thì đó là chắc chắn. Nhưng siêu âm của mình lại thấy được, đó là nhờ tính chất trường. Thì bây giờ nếu cái nang đó nó trường cùng nhịp với lại cái bàn nào, đó là gan, ví dụ cùng với gan thì chắc chắn đây nó là gan, cái nang nó thuộc về gan. Còn nếu mà cái nang của thận phát triển ngoài thận, nếu mà nó di động cùng nhịp với thận, nó khác nhịp với gan, thì đó là cái nang của thận. Thì các u đặc khác tương tự như vậy. Cho nên là siêu âm thì thật sự ra do cái trường nó nhỏ, cũng như nó phụ thuộc vào cái kỹ năng của mỗi người. Thật ra thông thường thì nó ít có được đánh giá cao. Tuy nhiên là nếu chúng ta tận dụng, thì nhất là ở trẻ con, học đường bây giờ có thấy trẻ con thì cái siêu âm nó vẫn là cái đầu tay, và thậm chí nó có vai trò quyết định trong phẫu thuật, thậm chí là những phẫu thuật lớn trong nhiều trường hợp bởi chúng ta không làm CT hoặc là không làm MRI được. Thì trong cái phần kỹ thuật thì hồi nãy có đề cập tới cái chuyện sử dụng đầu dò phẳng với tần số cao, bởi vì mình ở đây mình không cần cái độ xuyên thấu như là cái siêu âm bình thường. Và có một cái trong trường hợp nếu mà các anh chị đi về ở các cơ sở y tế, nhiều như mình không có đầu dò thẳng hoặc là nó nằm sát bề mặt da quá, thì trong cái phần mà ảnh giả đó, thì nếu mà cái đầu dò nó tiếp xúc với mặt da thì thông thường cái nó sẽ nằm sát về mặt da, là nó nằm ở phía bên trong của cái vùng hồi phục, và cái hình ảnh của nó thì thông thường nó sẽ một là nó dễ bị ảnh giả, cái hiệu ứng nộ là nó phản âm dày rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy cái trường của nó nhỏ, mình
như có khảo sát dễ bị bỏ qua hoặc là thấy nó nhưng mà có thể không nhận trưng được cái bản chất của bên trong của nó, đó là phản âm hỗn hợp, phản âm dày, phản âm kém, phản âm trống, như vậy khó để nhận dạng. Thì như vậy muốn trong những trường hợp mà bất cách dĩ đó và bắt chúng ta phải thực hiện thì nó có một cái là có thể là chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái đệm âm, một cái đệm chịu, các chị có thể dùng cái găng tay cao su hoặc là cái bao cao su, chúng ta đổ đầy sen vô trong đó để chúng ta đặt cái đầu dò thông qua cái đệm sen đó để mình đưa cái vùng trên cái siêu, trên cái màn hình siêu âm của mình hay là trên đầu dò, nó có những cái focus, tôi có nghĩa là muốn quan sát rõ cái vùng nào thì mình sẽ điều chỉnh cái focus về ở cái chỗ mong muốn để khảo sát, ta sẽ thấy rõ được cái tính chất phản âm của nó. Còn trong trường hợp của da mở dưới da thì khi nó lại nằm, nó không nằm được trong cái khoảng focus với nó quá sát đầu dò, trong trường hợp ta không đầy đủ điều kiện, không đầy đủ được cái đầu dò đó thì chúng ta phải sử dụng cái đệm mình điều khiển được để làm sao mình đưa cái cấu trúc mà mình muốn khảo sát nó đưa về ở cái vị trí trong cái khoảng rõ nét đó. Khoảng rõ nét thì các chị thấy trên siêu âm của mình thì nó có 1, 2, 3 hoặc 4, có mũi tên nhỏ là trong chỉnh của cái focus, thì mình dùng cái đệm sen để mình đưa cái những cái cấu trúc ở trong bề mặt da hay dưới da về để mình dễ dàng. Thì trong một số trường hợp, ví dụ như là bệnh nhân có vết thương ở bụng hoặc là có cái băng ở trên thành bụng thì thông thường đó, các cái loại băng keo bình thường đó thì chúng ta sẽ, nó là cản âm, hay có cái, nói khác hơn, cái phản âm của nó là bởi vì cái tỷ trọng của những cái tấm băng gạc thông thường đó nó cao rất nhiều so với cái sen, cho nên là gần như khi mình bởi đó thì cái sóng âm nó phản âm về độ nhỏ hết. Hoặc là ví dụ như một cái vết thương ở trên thành bụng, ví dụ do tai nạn giao thông hoặc là do chém lâm hay là gì đó, nó làm một cái lỗ tay quầy ở trên thành bụng thì giờ mình muốn siêu âm hoặc là mình tránh nó đi, mình quét ở những cái góc khác nhau. Còn nếu mà trong trường hợp không được, mình phải đặt đầu dò lên trên đó thì sẽ làm sao? Nhưng mà lý tưởng thì mình có những cái gen siêu âm vô trùng, mình có thể đưa vô để lấp đầy cái vết thương đó, và cái siêu âm đầu dò siêu âm của mình cũng được bao bởi một cái bao vô trùng để mình đặt vô trong cái môi trường nhận âm đó, môi trường truyền âm đó để mình khảo sát. Nhưng mà trong trường hợp mà giờ ở đây thì cái gen vô trùng gần như ở Việt Nam mình ít có ai nhập về bởi vì nó quá đắt, còn trong khi cái gen thông thường thì nó lại quá rẻ. Trong những siêu âm trong mổ ở một số bệnh viện, tôi không biết là ở bệnh viện SV, bệnh viện Vinmec có sử dụng hay không trong phòng mổ, hai bệnh viện đó thì thường ít có sử dụng siêu âm trong phòng mổ, nhưng mà tôi chưa thấy ở Việt Nam mình ở đâu mà nó có được cái gen siêu âm vô trùng, trừ ở những khi mà bạn một một vài cái máy demo ở trong giai đoạn mới bán máy thì cái máy siêu âm trong mổ thì nó có kèm theo một vài bệnh, chứ còn lưu hành trên thương trường thì gần như là không có. Chính vì cái không có đó, nếu mà sau này các chị siêu âm các vết thương hoặc là các chị phải đi siêu âm ở trong mổ hoặc là siêu âm ở hậu phẫu của mổ bụng đi, đối với lại hậu phẫu mà mổ nội soi thì nó chỉ có một điểm, nhưng mà hậu phẫu đối với lại mở bụng hở, mổ bụng hở thì nó là một cái vết mổ dài. Thì trong những trường hợp đó thì sẽ làm cái gì? Đây là điều kiện thực tế
ở mình hàng ngày, làm sao đảo đảm bảo được cái vô trùng. Ở đây nó có hai tình huống xảy ra. Tình huống mà nó hơi khó hơn chút đó là hiện tại nó có những cái loại mặt mà nó có cái cấu trúc nó giống như là giả da. Chỉ sau khi mình gỡ cái băng gạc thông thường ra, thì nếu mà ở những bệnh viện nào mà người ta có cái bọc băng mà nó có thể chịu nặng được, nó có một cái loại băng plastic xịn, thì chỉ cần thay cái băng nó ra, thay bằng cái băng plastic, cái màu của nó giống như cái màu da băng lên trên đó và thao tác được. Tuy nhiên cái này thì kim và tình huống thứ hai là phong tường nhất, là gì cơ? Bây giờ muốn khảo sát cái vết mổ, bây giờ có một vết mổ trên bụng, đương nhiên bắt bụng. Nếu mà mình để cái gạt trắng, cái gạt bình thường đó, thì các chị phải để một bên để mình lắp đi. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn khảo sát xem qua cái ngang vết mổ đó, ở ngoài da nó lành, nhưng phía dưới, ở phía bên dưới bên trong của thành bụng nó có mổ tù dịch hay không, bắt buộc các chị phải đi thẳng, thẳng gốc. Có nghĩa là phải đặt ngay phía trên của vết mổ. Vậy thì mình làm gì? Trong điều kiện mình không có gì hết, thì vậy các chị sẽ sử dụng những cái găng vô trùng. Đầu tiên là mình mở cái gạt ở trên bụng của bệnh nhân ra. Các anh chị sẽ sát trùng bằng betadine hay gì trên đó trước, bằng cồn hoặc betadine. Rồi cái đầu dò của mình sẽ phải thực hiện nó vô trùng bằng cách nào. Bao đầu dò vô trùng thì nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi bệnh viện hoặc là những cái cơ sở tiên anh thì nhiều khi ta lại không có mua. Thì mình có thể mình sử dụng những cái cà bột, những cái bao cao su, và tốt nhất là sử dụng cái găng vô trùng. Găng vô trùng thì các anh chị sẽ bị các cái ngón tay, các anh chị cột lại ở sát các cái ngón hết đi, đừng cho gen vô trong cái ngón. Thì các anh chị sẽ có một cái nệm, hoặc các anh chị đưa đầu dò vô, hoặc là các anh chị sát trùng đầu dò của mình bằng cái cồn thông thường, rồi thông qua cái tấm đệm vô trùng của cái sư âm của cái găng tay vô trùng, thì găng tay vô trùng thì nó nhiều, thì qua cái môi trường đó hoặc là từ bên ngoài của cái đệm bằng găng tay vô trùng, hoặc là đưa đầu dò bên trong găng tay vô trùng mình đặt lên, cái gen của mình là nó không vô trùng, toàn lưu ý. Thì vậy đối với mổ ta không chế cái gen nó lên cái mổ, mà chúng ta sẽ sử dụng bằng cái, tại mục đích của mình là đừng có để cho khí chen vô giữa cái bề mặt của cái da, bề mặt da tại vết mổ có những sợi chỉ ở trên đó, với lại cái đầu dò của mình, đầu dò trực tiếp hoặc là đầu dò thông qua cái túi chứa gen, cái túi vô trùng đó. Ở đây mình sử dụng găng tay vô trùng hoặc là cái loại carbon vô trùng sử dụng trong y khoa, hoặc là một cái túi vô trùng có đầu dò, nó cũng giống giống như cái carbon vậy. Thì ta lưu ý làm sao phải đảm bảo khi mình siêu âm trong mổ, siêu âm hộp phẫu, chúng ta phải đảm bảo vô trùng
tốt nhất là đặt đầu giò của mình vô trong một cái túi vô trùng. Đương nhiên thì các chị phải sử dụng găng tay vô trùng. Trong trường hợp không có cái túi đặc dụng riêng của sử dụng cho đầu giò vô trùng thì mình có thể sử dụng các cái các bộ vô trùng đi qua hoặc là các cái găng tay vô trùng chế biến nó lại chứ. Và lúc đó các chị sẽ đặt thẳng lên trên đầu giò mà không sợ gì hết. Còn cái gen mình không chế lên thẳng trên đầu giò được thì chúng ta làm sao? Các chị sử dụng cồn 70 độ bình thường hoặc là các chị có thể sử dụng nước cách vô trùng cũng được. Tại cái mục đích ở đây của mình gen thì bởi vì cái tính chất của nó giữ được ở trên bề mặt lâu, các chị để chỉ cần nhìn, để một cái chớp gen mà kéo dài và giống như là mình chén cái kem lên răng, chén không hết được, rồi từ đó mình cứ quẹt ra. Còn trong trường hợp mà cái nước đó là nước cất hoặc nó là cái cồn 70 độ chúng ta không có giữ được, nhưng mà nó cũng đủ ẩm để tránh cho khí chen vô giữa cái bề mặt của cái túi chứa gen vô trùng đó với lại cái bề mặt da để cho mình có thể mình thoát thai. Tuy nhiên thì phải có mình cách chế gần như là liên tục, tại vì hệ nó khô thì mình sẽ không có quét được cái đầu giò. Đó là một số những cái mà thách thức là những cái mẹo nhỏ, đúng hơn là những mẹo nhỏ để mình có thể sử dụng mà đảm bảo việc đảm bảo được cái nguyên tắc vô trùng khi mà làm. Thì tại vì các chị đi bệnh viện hoặc là các chị làm ở các phòng khám có những cái vết thương bệnh nhân mà muốn khảo sát, nhất là trong trường hợp đó những vết thương đó muốn khảo sát xem có bụng dịch ở phía bên dưới của cái vết không dài không, thì bắt buộc phải sử dụng gì vậy. Và mình cũng cần chứng minh cho người bệnh hoặc là cho cơ sở y tế đó rằng là mình đang làm trong cái điều kiện vô trùng bằng cách là cái găng của phòng mổ là mình đang cái đầu giò của mình cái dung dịch để mà truyền dẫn âm, bởi vì gen này không có gen vô trùng là gen bình thường và cái gen mà nó không vô trùng đó là một số cái mà chúng ta cần nhớ. Một thêm một cái mẹo khác nữa ở đây trong cái kỹ năng của mình làm và tôi muốn các chị biết, đó chính là bởi vì trong các cái cấu trúc của mô liên kết của mình nó là lỏng lẻo, những cái tụ dịch nhiều khi nó chỉ là một cái lớp mỏng nhưng nó có ý nghĩa vì bình thường nó không có, mà nhất là chỉ cần một cái lớp mỏng của dịch mà dịch đó là dịch khử trùng thì nó cũng sẽ gây nên những triệu chứng trầm trọng. Mà bây giờ xác định vấn đề là người bác sĩ lâm sàng, người bác sĩ ngoại khoa hoặc là điều trị cái vết thương đó, người ta muốn biết rằng là nó có tụ dịch hay không, là hai ý nghĩa sẽ khác. Vì tụ dịch lượng lớn thì phải hút hoặc là tháo cái vết mổ, mở vết mổ ra để cho chảy ra. Còn nếu mà tụ dịch lớp mỏng thì gần như điều trị nội khoa. Còn nếu không có tụ dịch thì ta lại phải đi tìm coi cái nguồn nhiễm trùng ở đâu, chỗ đó khác. Thì nó liên quan tới mình ở chỗ này. Liên quan tới mình, liên quan tới bác sĩ siêu âm ở cái chỗ là bởi vì các khoang ở thành bụng đó. Đó là những cái khoang mà nó đi dọc theo của các lớp cân mạng. Có thể nằm trong cơ, có thể nằm ngoài cơ, nó nằm giữa lớp mỡ với lại mặt ngoài của bao cơ, có thể nó nằm ở trong, bởi vì cái lớp mỡ dưới da thực tế thì nó còn có những cái bấm cân ở trong đó nữa, ít nhất là 2 cân. Chia cái lớp mỡ dưới da ra thành 3 khoang mỡ khác nữa. Tuy nhiên đó là về mặt giải phẫu thi thể mình không thấy được trong siêu âm, nhưng mà mình nhớ rằng là nó có thể chia ra những
cái điều đó để nói lên rằng là cái lớp siêu, cái siêu âm của mình đối lại những cái bộ dịch đó thì nó là những cái lớp rất là mỏng, nó có thể nó thể tải ra trên một cái chiều rộng. Thì vậy liên quan với bác sĩ siêu âm của mình là khi siêu âm chúng ta nhớ đừng có quá, đừng có đè ép quá mạnh lên trên cái thành bụng. Tại vì khi mà mình đè ép mạnh cái đầu giò thì chắc chắn là cái dịch ở chỗ đó nó sẽ xẹp. Và mình nói rằng không có dịch vụ gì thì ý nghĩa nó sẽ khác đi. Thành ra chúng ta gần như là chúng ta sẽ chịu cái cổ tay của mình, mình phải chịu cái lực, chịu giữ cho cái đầu giò làm sao mà đừng ép lên trên cái mặt da, chưa đủ áp sát. Đương nhiên thì mình còn thông qua một cái đệm của một cái gen, cái đệm gen chứa trong cái bao tay hoặc là trong cái capot hoặc là cái bao đầu giò đặc dụng đó. Thì đó là những cái mà lưu ý cho các anh chị khi làm những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm, một số kỹ năng để thực hành cho nó tốt. Thì đương nhiên ngoài chuyện tránh đau thì nó còn có chuyện và gây âm tính giả, thì chúng ta cố gắng khắc phục ở những cái chuyện đó. Đây là một cái hình ảnh cắt ngang qua da ở độ phóng đại lớn dùng cái đầu giò vào khoảng 25 mg. Thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy đây là lớp gì các anh chị? Da, rồi lớp mỡ dưới da, rồi các cái lớp mạc, có thể thấy những cái cân ở trong của lớp mỡ dưới da đó. Rồi phía sau này mới là lớp cơ. Thì thông thường cái lớp cơ, cái bản độ phản âm của lớp cơ có thể là nó kém hơn so với lại lớp mỡ dưới da một chút. Lớp mỡ dưới da thì nó thấp hơn là đối với lại cái lớp da. Tại lớp da của mình thì nó là lớp gì? Cấu trúc của da nó là nếu sau này các chị nào mà đi ngành da liễu thì sẽ phân tích của cái lớp da rồi ngay các cái cấu trúc ngay cái lớp hạ chân bì, cái lớp hạ bì. Ở đây mình thấy cái mặt trong của da lại mở dưới da, nhưng mà mình còn thấy có những cái cấu trúc mà nó nằm sát giữa da với lại trong mở da, có thể là ăn sâu vô trong lớp mỡ. Trong hạ chân bì nó có những cái thăng long, những cái thăng bã. Cái lớp mà tế bào đáy, còn ở trên mới là các cái lớp tế bào giải, 7 lớp ở trên Mandigi, đúng rồi. Thế nên nếu mà các chị sau này các chị có đi làm bên cái ngành thẩm mỹ á, thì trong bây giờ cái chuyện thẩm mỹ da nó nhiều rồi, các cái dạng thuốc hoặc là những cái tổn thương, ví dụ như những cái túi phả hoặc là những cái tổn thương của nang lông hay là cái phát triển của cái lớp đáy hoặc là các cái lớp dĩ Mandigi, thì mình sẽ phân tích ở những cái đầu giò với cái tần số nó cao hơn. Và thông thường thì ví dụ các anh chị thấy thông thường người ta đều dùng cái tấm đệm bằng gen hết để đưa cái bề mặt của lớp da nó
đưa về ở khoảng rõ nét thì thông thường nó ở khoảng 2/3 trên và 1/3 dưới của 1/3 trên và 2/3 dưới của cái trường. Trong trường hợp nếu mình xài 1 focus, còn trong trường hợp mình nếu mà các chị xài 2 focus thì các chị sẽ đưa về ở giữa của hai cái dùng 2 focus thì là cái khoảng rõ nét tốt nhất để mình có thể khảo sát các đánh giá các cấu trúc của bên trong. Trong da thì nó có những cái lớp trong mỡ dưới da nó có những cái thớ, những cái mà bấm cân mỏng nằm giữa các cái khối tế bào mỡ thì nó sẽ cho những phản âm dày như vậy, và thông thường nó giống như là cái hình đát đá, nó khác với lại cái lớp cơ. Cái lớp cơ bên dưới thì các chị thấy đó là những cái bó cơ chạy dọc, thì trên một cái hình cắt dọc đó các chị sẽ thấy cái lớp cơ nó như thế nào, đó là cái cấu trúc phản âm kèm, và nó có những cái thớ phản âm dày nhưng mà nó sẽ chạy theo cái chuyển động của cái bó cơ. Nó khác với lại ở trên lớp mỡ, lớp mỡ giống như các chị giống hình ảnh lát đá của những khối đá lát đan với nhau, đó đều là những cân mạng hết ở phía bên trong. Và trên siêu âm của mình, trong những trường hợp của cơ thì các anh chị còn có một cái thao tác về mặt kỹ năng, đó là để xác định ứng dụng tính chất tức thì của siêu âm, đó chính là mình cho bệnh nhân co cơ hoặc giãn cơ, có nghĩa là khử động cái cơ đó, hoặc là ví dụ bệnh nhân co cơ gồng lên thì cái bụng cơ sẽ to ra, mình cho cảm mình sẽ thấy cái thớ cơ nó sẽ chạy ở dưới cái đầu giò của mình, thì đó là cơ. Còn trong khi da mở dưới da nó không có chạy, nó không có chịu, đó là những cái chất tức thì mà mình phải tận dụng. Thì trong sau này trong cái siêu âm cơ xương khớp thì đối với siêu âm quanh khớp, những cái màng khớp rồi những cái phần sụn, những phần dây chằng, thì trong siêu âm nó sẽ ưu thế hơn một phần từ ở cái chỗ là chúng ta có thể khử động, chúng ta sẽ xem coi các cái đầu gân đó nó trượt như thế nào, đó là cái ưu thế mà các kỹ thuật khác không có bù đắp được. Phẫu từ ngày nay thì nó còn có một cái cố gắng là nó để cho bệnh nhân ở những cái khoi đặc biệt đó, để cho bệnh nhân có thể cử động được dưới cổ phẫu thuật để có thể quan sát được chỉ những xung nhanh, là mục đích của nó là muốn coi cái tính chất khảo sát động, mà sự mong của mình là ưu thế rất là đẹp đi. Chỉ có cái là vô tay người, cái thế của người đó như thế nào. Đó, thì những cái cấu trúc ở bên trên thì các chị sẽ đọc thêm ở trong bài. Thì cụ thể trong cái phần bụng của mình thì ta sẽ có là từ ngoài vô trong, thì lớp da, lớp mỡ dưới da, lớp cơ, cơ thì nó có cái bao cơ, giữa các cơ hoặc là các bụng cơ thì nó có những cái cân hay là những cái đầu gân của cơ, và nó đan với nhau, nó hòa lẫn với nhau tùy theo hoặc bằng cách tỏa ra rồi nó hòa lẫn ở các cách khác nhau. Chúng ta lưu ý ở trên rốn cát, ở phía dưới rốn này nó có cát đối với lại cái cơ thể bụng, cái cát đó sẽ gây nên cái bệnh lý gì đặc thù riêng của cái vùng dưới rốn. Thì vậy đối với cái thành bụng trước ở trên cái hình này, chúng ta thấy đối với lại các cái bao cơ của cơ thẳng này, ở đây là đường giữa, cấu trúc của đường giữa nó là cái gì đó chứ?
để chúng ta trên những tiết đồ này, tôi nghĩ là chúng ta sẽ nhớ những tiết đồ này nhiều hơn. Thì từ cái những cái tiết đồ này mình thấy được cái cấu trúc, mình hiểu được cái cấu trúc, thì những cấu trúc này nó sẽ phản ánh như thế nào, giống như cái hình trước hồi nãy mình đã trình bày rồi. Ví dụ như đối với các tiết đồ, cái lớp da này phản ánh dày, lớp mỡ với da phản ánh kém, cái lớp cơ thì nó phản ánh kém hơn lớp mỡ chút xíu, nhưng mà đặc thù là các cái tớ sợi cơ nó là tớ sợi dọc theo cắt theo bụng cơ, còn nếu cắt ngang của bụng cơ thì nó là những cái bệnh lõm chấm. Nó khác với lớp mỡ là cái những cái thớ sợi, những cái cần ở trong mỡ đó thì nó ở dạng lát đá, dạng cảm. Thì những cái bao cơ ở đây nó thể hiện bằng cái hình này, theo tôi là một cái hình đạt để nói lên là cái bản chất của bao cơ, cái bản chất của cấu trúc của đường cắn giữa. Hai bên này là cấu trúc của đường cắn bên, nó cũng bản chất là của cấu trúc của sơ sợi collagen. Nó không có cơ cho nên là cái, bởi vì nó là sơ, các cái tế bào sợi rồi các cái cấu trúc collagen nó nằm ở chỗ này, cho nên là cái phản ứng của nó sẽ dày mặn hơn, giống như là của cái da ở phía bên trên. Thì vậy bao quanh của cơ thì cũng đều có vậy. Và như vậy trên cái hình ảnh này chúng ta thấy cái đường trắng giữa là nó không có cơ. Và như vậy cái phản âm ở đây chắc chắn không được, cái phản âm của nó phải là phản âm dày ở trên đường giữa, nếu mà các chị cắt ngang một đầu dò qua đó. Đây là cắt nghiêng vào phía bên trái để cho các chị thấy ở bên cái đường cắn giữa nó nằm phía bên này, ở đây là cơ thẳng bụng, rồi còn ở đây là khối cơ thành bụng bên. Và tùy theo độ phân giải của đầu dò, khối cơ thành bụng bên mình có thể thấy được ba cơ là cơ chéo lớn, cơ chéo bé và cơ ngang bụng. Ba cơ này nó hợp với nhau bởi một cái mạng gân ở chỗ này, và cái bao cơ của khối ba cơ này nó hợp lại với nhau chỗ này, và nó hòa lại cũng như là cái bao cơ của cơ thẳng, bao trước bao sau, nó tạo nên cái đường cắn bên ở chỗ này, còn bên này thì nó là đường cắn giữa. Ở đây là cắt nửa phía bên phải, chúng ta lưu ý. Thì trở lại cái tiết đồ này, chúng ta thấy cái thành lưng á, cái khối cơ của nó thường là lớn, nó gần như chỉ có phát hiện ngay chỗ cái chỗ tứ giác hoặc là tam giác của cơ thắt lưng ngay trên cái mạo chậu, nhưng mà cũng rất hiếm xảy ra. Cái khảo sát của mình chủ yếu là ở thành bên và thành trước, các cái khối cơ nó mỏng hơn và nó đang chéo với nhau bởi những cái cần như vậy. Là cái chỗ yếu của thành bụng sẽ xảy ra ở những chỗ này, để giải thích cho những cái chuyện mà mắc quỷ mà mình phải đi khảo sát. Và ở trong cái chuyện đó thì các chị cũng lưu ý hai điều là ở trên rốn thì các cái bao của cơ thẳng, các chị thấy có bao trước có bao sau, bao trước bao sau hợp với nhau ở đường giữa hòa với lại cái túi diện để nó tạo ra đường cắn giữa. Còn đối với lại hòa với lại cái bao của cái cơ chéo lớn của cơ ngang bụng ở chỗ này, hai khối này nó hòa với nhau chỗ này để tạo ra đường cắn bên. Còn cái khác nhau ở phía bên dưới của rốn là cái gì? Ở nửa dưới của các khối cơ thẳng bụng ở dưới rốn, chúng ta lưu ý một điều, không có bao sau của cơ thẳng. Cơ thẳng không có bao sau.
và cái giới hạn giữa cái bao trước với bao sau ở phía sau này nó sẽ tạo nên cái cung, một cái cung nó nằm sát với mặt sau. Đây, nửa trên đó, thì nó có bao sau của cơ thể, nửa dưới, nửa trên rốn, nửa dưới rốn, nó không có cái bề mặt bao. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng chỗ này nó sẽ tạo nên một cái cung, cái cung của gân, của bao gân. Cái cung gân này nó có cái động mạch thượng vị dưới gắn bó mạch thượng vị đi lên trong này để nó lưu cơ. Và cái cung này nó cũng là một cái chỗ yếu, tại thoát vị từ bên trong có thể chui qua đây để nó đi vô trong mặt sau của bao gân. Thì một bệnh nhân đau bụng có nổi gồ lên, có thể là ở thành bụng ở phía dưới rốn ngang phía trên xương mu, thì chúng ta nên nhớ ở cái hình này thì chúng ta nên nhớ một điều là khi xảy ra thì có thể có một cái thoát vị do một cái quay ruột nào đó chui vô đây, mặc dù thoát vị này là hiếm gặp, thoát vị Stiegen. Và đương nhiên chúng ta sẽ thấy ở phía bên ngoài này là cái đường trắng bên, ở đây nó là đường trắng giữa. Nó lỏng lẻo chỗ này, hai bên này thì nó là trắng. Cho nên nếu có gì ở đây thì nó sẽ nằm ngay chính giữa phía sau, ngay phía sau của khối cơ đó. Thứ hai nữa là trong cơ thẳng nó hay có cái gì? Đối với cơ thẳng nó có cái tổn thương gì thường xảy ra, thường ở người lớn tuổi, đó là cái cục máu trong cơ, nhất là các cái người lớn tuổi mà ho nhiều rồi thì các chị thấy khi mà ho thì nó sẽ là đồng loạt của các cái cơ của ngực và của cơ bụng. Trong đó thì cái vai trò của cơ thẳng bụng là chính. Khi mà nó gây co thắt đột ngột, nó dễ xé rách các cái mạch máu, nhất là người lớn tuổi các mạch máu nó bị giòn do sơ vữa. Thành ra sau một cái trận ho dữ dội, tôi nghĩ là chắc các chị ở đây cũng có người cũng đã có những cái đợt ho viêm phế quản cảm cúm gì đó, ho tới mức mà cái bụng nó đau. Mà các chị thấy đau thì thường là nó đau ở cái khối cơ thẳng hoặc là cái khối cơ thẳng một bên, ở lưng nó không có đau, khối cơ lưng nó không có đau rồi. Bởi vì nó một là cơ nó mỏng, hai là nó co đột ngột. Mà vậy thì đối với lại ở cơ thẳng trên, khi mà nó chảy máu ở trong bao cơ thì nó sẽ được, có thể là nó ngăn, nó được giới hạn bởi những cái thớ gân giữa các cái bụng cơ ở đây, thành ra nó tương đối nó khô cứng. Nhưng đối với lại cái thành nửa dưới của phía dưới rốn thì khi nếu nó chảy máu nó sẽ lan xuống dưới vùng chậu của dưới này, bởi nó không có được giới hạn bởi mặt sau của bụng cơ. Và ngược lại, một cái tổn thương ví dụ như gãy của vùng xương chậu ở đây, các chị thấy tiết độ ở đây thì thấy xương chậu, thì vùng gãy xương chậu nó gây tụ máu ở phía dưới, ở ngoài phúc mạc, không có trong bụng, ở ngoài phúc mạc, thì nó có thể nó lan quanh trực tràng, nó lan quanh bàng quang và có thể nó lan lên tới chỗ cơ thể. Cho nên nếu mà thấy có một cái khúc cơ thẳng bụng thì phải khảo sát đi xuống, bởi vì nó thông thương của cái khoang này với lại bàng quang ở chỗ này. Thành ra đây là đánh giá lan tràn của dịch, thì phải đánh giá
phía mặt sau của cơ thể cũng như là khoang dưới phúc mạc ở vị chậu. Hay nói chung, hay nói khác hơn, đây là hai khoang nó thông thường. Thông thường với nhau, nó không có cái giới hạn, không có được cơ ngăn cách. Tại vì các chị buộc, các chị nhớ, các chị hiểu những tiết độ này, các chị sẽ rất là dễ dàng khi mà mình làm siêu âm. Bởi vì chúng ta đã chọn cái siêu âm phổng quát rồi. Và sau này thông thường là ta sẽ siêu âm ở bụng, thì những cái bệnh lý gì của bụng thì ta nên biết rõ, có biết mình. Nhưng chúng ta dựa trên những cái nguyên lý tạo hình, dựa trên giải phẫu, dựa trên bệnh học, thì chúng ta sẽ suy đoán ra các cái đặc điểm hình ảnh để chúng ta đi tìm, chúng ta phân tích, chúng ta tổng hợp, để cuối cùng đó là cái kết quả. Và nên nhớ một điều, trong chẩn đoán là thường hiếm khi nào nó chỉ có một, nhất là ở siêu âm, bởi chúng ta không có đặc trưng được bản chất của phục vụ. Cho nên là trong đầu của mình khi đã nghĩ tới một chẩn đoán nào đó thì phải nghĩ tới những chẩn đoán khác có thể có được. Và cái đó cũng chính là cái bảo vệ của chúng ta. Hiện nay các chị thấy rõ ràng một cái biểu tượng, nhưng mà ta thấy rằng siêu âm, tỷ lệ chính xác của siêu âm đối với biểu tượng, biểu tượng nó là gì? Cốt lút dạng ống tiêu hóa có đầu thành với đường kính trên 6 mm, thành dày trên 3 mm, tụ dịch xung quanh, có thể có sỏi bên trong lòng thẳng mở ở xung quanh. Đó là những đặc tính rõ ràng của biểu tượng. Nhưng chúng ta nhớ rằng cái tỷ lệ chính xác của siêu âm đối với biểu tượng ở cái mức bao nhiêu? Dưới 90%, tức là người lớn. Thì vậy còn 10% cái kia là cái gì? Tại sao có sai? Nói cách gì hiểu những cái con số như vậy để mình hiểu rằng trong đầu của mình khi mình chẩn đoán nhiều gì chỉ có chẩn đoán biểu tượng thì phải coi những cái khả năng đúng của mình sẽ chỉ có 90% trong đó, còn 10% kia là cái gì? Mình phải lo, mình giữ cái uy tín của mình, mình phải biết là những cái kia nó còn là cái gì. Ví dụ như đó là cái túi thừa, một cái túi thừa của hồ tràng cũng có thể có, tại vì chưa chắc mình đã xác định đúng là cái mảnh tràng. Thì thông thường túi thừa Metcalf nó nằm ở một cái cuối hồ tràng bất kỳ, có thể cho đánh giống như bình thường, hoặc là thậm chí nó có thể là túi thừa của một cái đại tràng sigma. Mà các chị nhớ đại tràng sigma nó không có chỉ nằm ở phía bên trái đâu, mà nhiều khi đại tràng sigma nó là một cái quai di động hình chữ sigma, cho nên mới gọi là sigma, bởi nó là cái chỗ mà để chứa phân. Cho nên tùy theo cái phân nó chứa, người có táo bón hay không, mọi độ dài của đại tràng sigma được khác nhau, và nó di động bởi nó có mặt kem nằm trong cục mạc di động. Thì nhiều khi đại tràng sigma, cái chữ nhiều đây đúng nghĩa của là nhiều, nó lại nằm ở phía bên phải. Và những cái túi thừa vẫn có thể xảy ra, nhầm chạy qua, nó vẫn có nhầm. Cho nên là cái nhiều khi thấy những cái hiển nhiên, nhưng mà chúng ta đừng có nên khẳng định chắc chắn là 100% đây là ví dụ thừa. Cái đó là mình nói là hữu quả, hoặc là mình chưa biết hết, mình phải dám nói gì. Chưa kể là còn những cái dạng hữu tôi chẳng hạn, đôi nhưng mà nó bị quay quá thì nó vẫn có thể cho giống như đó với cái bình thường. Thì quay trở lại ở chỗ này, để chúng ta cần biết cái cơ chế gì giải phẫu của chỗ này để chúng ta suy ra những cái đặc điểm hình ảnh mà mình có thể mình phải đi tìm khi nó có một triệu chứng. Ví dụ như ở đây tôi đang nói với ông này là cái thông thường giữa cái cơ mặt sau của cơ thẳng, giữa dưới của cái phần cơ thẳng dưới rốn với lại cái bộ kết của bụng đầu của chỗ này, cụ thể là cái mặt quan.
đó thì cũng trên cái hình chiếc đồ này, đây là chiếc đồ mà mình nhìn ở từ trong bụng á, giống như thầy tiên mà chui trong bụng mà nhìn ra phía bên ngoài, thì các chị thấy đây là phía bên phải cơ thẳng của mình. Ở đây thì là tại vì cái chắc chắn phía bên này là cái sáng sáng bên này. Thấy tiết độ này mình học giai phẫu rất là tốt, cho nên tôi mới chọn tôi đưa vào trong cái phần mà để chia sẻ với các anh chị. Dù đây là lớp cơ của thành một bên, có ba cơ, có thể mình không thấy rõ ba cơ này. Trên sư đoàn có thể thấy rõ ba cơ, bởi vì ba cơ đó các chị nhớ cơ kéo lớn là cái hình giống như là một tay của quần là ở trên đi xuống, cơ kéo bé nó đi ngược lại, cơ ngang bụng nó đi ngang. Thì nếu các chị cho bệnh nhân thay đổi tư thế một xíu, chúng ta có thể phân biệt được ba cơ và cái cách là nó trượt ngược hướng với nhau. Thì đương nhiên trong những trường hợp mà có những tổn thương gì của di cơ thì cũng mới cần, còn thông thường thì ba cơ đó có thể là coi như là một khối cơ gồm ba cơ. Thì cái phần mà cái màng trắng trắng ở đây thì các chị thấy nó chỉ là cái bao ở phía bên cái bao cơ ở mặt sau, cái cơ ngang là tới cái bao cơ. Đây ví dụ như kéo lớn, kéo bé, cơ ngang, nó có cái bọc cơ trắng ở phía sau, rồi mới tới mở thì phúc mạch, rồi mới tới lớp phúc mạch. Thì trên cái hình này, cái màng trắng trắng ở đây, nó chính là cái bọc cơ mặt sau, nó rất là mỏng để mình dễ hình dung. Thì ra trên siêu âm các chị có thể thấy nó giống như là một cái đường kẻ. Còn phía bên này là nó có cái gì đó, đúng rồi, lá cúng mạc. Lá cúng mạc là nó mới phủ lên phía trên này, và giữa lá cúng mạc với lại cái cơ ngang, cái bao sau của cơ ngang ở chỗ này, nó còn cái lớp mỡ trước thì cúng mạc ở đây. Và cái lớp mỡ thì cúng mạc thì nó lại thông thường với lại các cái quan ở phía sau. Và ở chỗ này nó còn có về mặt giải phẫu, chúng ta thấy nó còn có những cái thừng này, nó là cái thừng 1, 2, 3. Và ý nghĩa của nó đương nhiên không phải là đưa lên là để chúng ta học thuộc lòng hay là để ta đánh đố với nhau, mà khi mà đưa lên thì nó đều có những ý nghĩa của nó trên. Cái thần giữa này nó là gì? Là cái chặt liệu rốn, di tích của liệu rốn. Khi mà trưởng thành thì nó sẽ bị sơ hóa trở lại, nó tạo thành một cái sợi dây thịt, một sợi dây sơ. Trong trường hợp, một số trường hợp bệnh lý liên quan tới nó thì nó tái lập trở lại. Ví dụ như trong cái bài gan, các chị nhớ cái dây chằng tròn là di tích của tế bào rối, nó nối từ tế bào rối cho tới đâu. Phẫu gan rồi,
hay quan rồi đi mang gì dễ dàng chẳng học tập nên để phân chia bước đi luôn cái gì phải học chúng ta phải biết cái di tích những cái di tích như vậy đó để gì để trong những trường hợp bất thường á khi mà nó tái hình thành trở lại chắc chắn nó sẽ có bệnh lý mà bởi vì bây giờ các chị trong lớp này 6 tháng thì các chị cũng chỉ cần ôn lại những cái kiến thức gì mình học gì vô cùng là đủ rồi cộng thêm cái tiếng giáp tiếng vũ thì nó từ đó dễ hơn đó thì giờ quay trở lại chỗ này dây chằng tinh thần dây chằng rốn dây chằng những rốn nó phải qua nhưng trong bệnh lý bẩm sinh có thể là nó hình thành trở lại nó tái lập trở lại nó có thể nó rò nước tiểu từ ở trong bàng quang nó rò ra rốn ở những bệnh nhân mà ví dụ như cái rốn mà cứ chảy đi qua hoặc là chảy mũi có đợt thịt có đợt mũi có đợt là nước vàng thì khả năng nó là có thể nó là nhiễm trùng rốn do ở dơ có nhiều người sống những cái cục sỏi những cái cục mà nó cứ ngắt đem từ lùi ở chỗ đó rồi nó cứ gây nhiễm trùng ở xung quanh ngoài nó cứ chảy mũi nhưng mà đó thì nó chỉ tại rốn còn trong đa số các trường hợp thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có tồn tại ống điều rốn có thể là dò mũi nước tiểu từ ở bàng quang qua dây chằng thì đi ra phía bên ngoài thì hiện trên siêu âm của mình sẽ thấy thay vì một cái thịnh sơn có thể hoàn toàn rất là nhỏ có thể không thấy được nhưng nếu nó có tái lập thì sẽ thấy được khối u không nó chứa dịch cho nên là mình sẽ thấy khối u phản ứng kém có thành và âm dày nó chạy dài tương đối thẳng từ đỉnh bàng quang cho tới nếu mà cho được trạng thái bàng quang căng thì có thể thấy được nếu mà nó tái lập lại ngoài và đương nhiên đối với lại những cái di tích này bào thai nó tương đối nó giống nhau để ví dụ như các anh chị thấy siêu âm ở bên nhi đó ở đây cũng là di tích ở chỗ này nó cũng là có di tích ở đây là di tích tống phúc tinh mạng di tích ở trên này là di tích của điện rốn di tích ở phía trên này là của tinh mạch dây chằng tròn thường thường nó sơ qua nếu nó tái lập là có bệnh thì đối với lại hai cái cấu trúc của ống phúc tinh mạng cái dây chằng hiệu số ở đây nè nó có một cái đặc thù nó tương đối là nó chung cùng tính chất hoặc là nó mở thông hoàn toàn hết để thành một cái ống không tương hoàn toàn hoặc là nó bị nó tái lập trở lại ở một cái đoạn giữa nào đó có nghĩa là cái đầu phía trên này nó bị bệnh ra rốn nó bệnh đầu xuống dưới bàng quang đây nó vẫn bị bệnh là những thực sơ bình thường nhưng chỉ có đoạn giữa nó tạo nên một cái túi chứa dịch bởi vì nó được cấu trúc nguyên thủy của nó là cái ống điệu rốn cấu trúc của nó là niêm mạc cho nên hệ nó tồn tại trở lại vì một lý do nào đó thì nó sẽ tiết dịch thì nó sẽ chứa thành dịch thì tương tự cái ống loãng hoàng xin lỗi cái di tích ống phúc tinh mạch ở chỗ này ví dụ bình thường tinh hoàn ở nam từ ở trên ở dưới thận nó đi xuống ở đây đi trong cái khoang sau của mạng nó đi xuống qua một cái kênh ở thành bụng ở lỗ bèn sâu lỗ bèn long thì nguyên cái ống phúc ở phía bên trong chứa tinh này tinh mạng chứa ống dẫn tinh là chính là chỗ này rồi tinh hoàng ở đây cho nên mới gọi là ống phúc tinh mạng mạng là cái mạng di tích người lớn lên thì chỗ này nó phải đóng kín trở lại ống phúc tinh mạng nó bị đóng
thì trong trường hợp ống phóng tinh mạc ở chỗ này nếu nó phồng thương từ trên xuống dưới này nó mở ra hoàn toàn giống như cái ống nhựa rô thì lúc đó ở trên ổ bụng hoặc là dịch nó chảy xuống hoặc là ruột nó chạy theo hoặc là mạch máu lớn nó chạy xuống có thể là một phần mạch tràn nhiều khi là ruột thừa ở nữ tức là cái dây chằng tròn bụng trứng nó chạy xuống đối với nữ nam thì là tinh hoàn đó nhiều khi cái lỗ ở trong này nè nó rất là nhỏ tại nó không chui qua được thì chỉ có nước lúc đó thì nó tồn tại ở dưới này thì tràn dịch trong cốt cút ống này nó chứa dịch và nó thông thương qua cái lỗ sâu của chỗ này nó đi vô trong thì đó là tồn tại ở cốt tinh mạc tràn dịch ống tràn dịch tinh mạc do tồn tại ở cốt tinh mạc bài này thì chỗ bác sĩ Chí có giải rồi bắt đầu với các chị rồi thì nói lên cái đó. Còn nếu mà nó nằm ở giữa nó bích ở cái đoạn trong này bích ở cái đoạn phía dưới này chỉ có phồng lên chỗ này thì ở phía dưới này thì gọi đó là cái nang nước thần tinh với từ đây tới đây đó là thần quanh tinh hoàn mới là mạc tinh còn cái đoạn nối đây đó là ống tinh đó là thần tinh thì gọi là nang nước thần tinh thì vậy tương tự ở trên cái chặng hiệu rốn nếu hình thành một cái của bào thai vì lý do là đó nó không đóng nó không sơ quá lại mà hai đầu nó được sơ quá ở giữa nó tiết dịch thì nó sẽ tạo nên là nang điệu rốt thì nó cũng bản chất giống nhau và cái thể thứ ba của cái di tích của cái dây chằng rốt ruột này dây chằng điệu rốt này đó chính là cái nó đóng bít nửa phía dưới nó sơ quá hoàn toàn nửa phía dưới bình thường nhưng nửa trên nó tồn tại thì lúc đó cái vốn nó cũng chảy nước nhưng mà chảy dưới nước rồi nó nhiễm trùng nhưng mà cái nguyên quỷ của nó nguyên nhân của nó chính của nó là từ cái tồn tại của nửa trên của cái ống rốn của ống nhiều rốn ở chỗ này. Đây tôi hay nói chậm cái ống rốn ruột, đúng ống ruột di tích nó sẽ tạo ra cái gì cái gì. Cứ đường bên kia là di tích của ông rốn ruột. Ở trên này là ông nội quạt, dưới là ông rốn ruột. Bình thường nó sẽ teo đi hết, bình thường không có đường bên kia. Nó biến mất hoàn toàn luôn. Có những trường hợp thì nó bị rụng giống là rụng 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 rụng. Thì cái phần mà sơ nó rụng mất, nhưng mà còn cái đầu nhú ra ở chỗ rụng để tạo nên túi đường Mekken. Còn nếu mà nó tồn tại nguyên cái dây sơ đó thì nó là tồn tại, nó là cái dây chằng rốn ruột thì nó hay gây những cái đè ép rồi nó gây tắc ruột, nó gây dính ruột, gây xoắn ruột tất cả những nguyên nhân đó. Rồi thì dây chằng điệu rốn là dây chằng ngay đi ngay xuống dưới vậy. Nối từ rốn cho tới đỉnh của bàng quang chỗ này với ba cái dạng bệnh lý có thể có của cái tồn tại dây chằng điệu rốn. Tóm lại một là cái dạng mà thông thương toàn bộ, cái thứ hai là hình thành một cái nang ở giữa mà hai đầu đồng thì gọi là nang điệu rốn. Cái thứ ba, dạng thứ ba là tồn tại ở giữa trên thì nửa trên thần kinh lên cái rò rốn. Thì tại vì khi mà một bệnh nhân đến với mình vì một cái nhiễm trùng ở rốn, nhiễm trùng là nó chảy nước vàng, nó chảy mũ này, xen kẽ từng đợt,
hoặc là lỗ nó cứ nằm mọc, nó có mùi hôi. Thì vậy tới mình siêu âm thì mình sẽ coi cái gì đó. Thì dựa trên cái cơ sở này, như đã nói, một là cái nhiễm trùng vô số do ở giờ, phải có những người mà không bao giờ đưa tay vô để móc rửa máy để vệ sinh cái rốn, tức là những người rốn sâu nó đóng những cái cục ghép bẩn, những cái cục nó đóng cứng thành cục sỏi luôn, nếu khử ra là chảy máu. Cái này có chứ không phải là không có. Thì vậy thì thông thường ở trong những trường hợp đó thì các chị quan sát, các chị sẽ thấy cái da xung quanh của rốn rất nhiều đỏ xung quanh đó. Và nó có đóng một cái cục gọi là cục sỏi ở ngay tại ruột. Còn trong những trường thì cái đó là nó không có gì liên quan tới cái di tích này. Còn trong cái trường hợp mà nó chảy mủ, chảy nước vàng này nó từng đợt, thì lúc đó chúng ta sẽ có hai thể. Ta sẽ hoặc là một cái thể thông thương toàn bộ, hoặc là chỉ có thông cái nửa đầu trên. Thì trong trường hợp đó các chị đặt cái đầu dò siêu âm lên, các chị sẽ phải quan sát được và các chị phải trả lời có hay không có. Có hay không có tồn tại hay là tái lập một phần hay là tái lập hoàn toàn của dây chằng này xuống, phải trả lời để chứng tỏ rằng mình có biết, mình có quan sát. Và nếu một cái cấu trúc phản ứng kém từ rốn nó đi thẳng xuống dưới theo đường cắn giữa đi xuống dưới, thì chúng ta thấy dịch mà nó phản ứng kém, cấu trúc của ống chứa dịch thì là phản ứng kém, sẽ có thập thở xung quanh. Nếu nó nhiễm trùng thì sẽ có thâm nhiễm mở ở phía xung quanh. Thì đó là những cái triệu chứng học của siêu âm ta áp dụng vô trong cái cơ chế sinh bệnh trong này. Còn nếu có một cái cục nó nằm ở ngay giữa rốn với lại bờ trên của xương mu, giữa rốn với lại bờ trên của xương mu ở trên, có một cái cục đồng quay, có thể nó gồ lên da, có thể cong hay là xương tình cờ mình thấy có một cái cấu trúc nhạn nang nó nằm ở chỗ đó, cái chị già lên rốn không thấy, già xuống cái này không thấy, da nó nằm ở trên cái đường giữa cơ thẳng bụng phải, cơ thẳng bên trái nằm ở một bên, thì ở ngay cấu trúc xác định có ngay cái đường giữa này thì các chị thấy nó chỉ có cái gì, chỉ có dây chằng nhiễm trùng chứ đâu có cấu trúc gì cả. Cho nên mình có thể xác định đây là tồn tại của một cái nang nhiễm trùng. Rồi đó là cái sợi giữa này. Hai sợi bên này là gì? Hai sợi bên đối diện với nhau thì thật sự ra nó không ý nghĩa mình đi tắm, nó là những gì chẳng rốn bên, cũng là di tích của tĩnh mạch và nó không có ý nghĩa trong bệnh lý gì. Mà bắt đầu từ cái động mạch đường phía dưới, cái này thì nó luôn luôn tồn tại và luôn luôn thấy được và các anh chị phải thấy. Đó mới là vấn đề. Thì ở ngay chỗ mức cung mẹn đó, cái động mạch chỗ ngoài khi tới cái cung mẹn nó đổi tên thành một mạch cung chung. Thì ngay ở cái mức cung mẹn đó, nó sẽ tách ra một cái nhánh quan trọng tên là động mạch đường vị dưới, và nó tạo thành một cái cấu trúc giống như là của dây chằng rốn bên hay là dây chằng rốn giữa. Ở bên này nó đổi cái nếp phúc mạch, khi phúc mạch phủ lên thì mình thấy được các cái khoang. Cái khoang này thì nó thích có ý nghĩa bệnh lý đối với lại dây chằng rốn bên.
thì nó thấy nó không có gây bệnh cho này. Nhưng mà đối với lại động mạch từ dưới, bởi nó cấp máu cho cơ thận và nó có thể tạo cung nối với động mạch từ phía trên lên trên xuống, đi song hành với động mạch thì nó có tĩnh mạch. Và cái tĩnh mạch thường gì ở chỗ này thì nó hay có những cái nhánh nối với lại ở trên, để trong những trường hợp mà ví dụ như sơ gan ở giai đoạn mà có tụ hoàn mạng hệ rồi đó, có nghĩa là đảo dòng của hình thành những mạng hệ cửa chủ, thì cái các chị thấy những cái tĩnh mạch mà nó nổi lên mằn ngoèo ở phía trên da bụng ở những bệnh nhân mà sơ gan bán cùng giai đoạn cuối, là nó là thông nối giữa cái mạng trên với mạng dưới, cũng như là thông nối giữa cửa với chủ với nhau, là nó xuất phát từ cái mạng ở chỗ này. Thì chỗ này nó quan trọng ở chỗ này, quan trọng ở đối với lại những cái thoát dị bẹn. Như bình thường cái lỗ thoát gì, cái lỗ ống bẹn trong ấy, là cái chỗ mà thần kinh nó chui ra khỏi thành bụng. Ở chỗ này thì các chị thấy mình có là chủ yếu là các lớp cơ và các cái tấm cân cơ ở chỗ này. Thì ống bẹn nó là một cái đường hầm, nó là một ống mà, cho nên nó là một cái đường hầm và nó nối từ một lỗ bẹn sâu, là cái chỗ mà thần kinh chui qua khúc mạc đi xuyên qua các khối cơ và nó đi hướng ra phía bên ngoài chỗ cũ của xương mu, chỗ gan mu. Thành ra cái đường này bình thường của nó xẹp, nó là một cái khoảng ảo và nó chứa cái chính, nó ôm sát bên trong, nó là thần kinh và các cái cấu trúc mạch máu của nó, cũng như là cái mô sơ vô liên kết. Thần kinh thì trong nó có ống dẫn tinh, các động mạch tinh, nắm rối tinh mạch, dây leo vân vân. Thì cái định vị của mình ở chỗ này, định vị lỗ bẹn sâu là sao? Ở đây tôi chỉ nói về mặt lâm sàng, tại vì chúng ta là sư quan, chúng ta tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Trước khi mà chúng ta đặt đầu dò siêu âm lên trên bụng của người bệnh hoặc là trên chỗ nào đó, thì cái động tác đầu tiên nên là chúng ta xoa nắng bằng tay trước để định vị có cái chỗ nào đau, đau và cái cảm giác của mình đối với cái da ở cái vùng đó, đối với cái phản ứng ở phía bên dưới của các cấu trúc ở vùng đó. Tuy nhiên thì nói là chuyện đó là chuyện lý thuyết, nhưng mà thực sự ra nếu mà chúng ta muốn giỏi trong nghề đó, hoặc là chúng ta trong những cái bệnh lý mà chúng ta làm cho nó đúng đó, thì nó phải qua một cái bước đầu tiên là cái bước cảm thức. Có khám mình mới cảm nhận được, mới có định hướng trong đầu của mình những chẩn đoán gì. Rồi với cái đầu dò siêu âm ở cái bước kế tiếp thì mình phải đi tìm những cái dấu hiệu của những cái chẩn đoán sơ bộ ban đầu sau khi mình khám xong và phối hợp hai cái đó lại. Tại cái đầu dò siêu âm cách gì để do cái gì đâu biết ở phía bên dưới là bệnh nhân có đề kháng hay không đề kháng, chỉ có cảm đề kháng là cảm giác bằng tay. Mà trong bụng khi mà nó đau thì thông thường nó cái dấu hiệu đau một điểm là một cái chỉ điểm rất quan trọng, mà mình phải cảm mình ấn xuống, mình phải có được cảm giác cái cơ của nó co như thế nào. Thì tại vì hồi chúng ta đều là bác sĩ thì bao giờ cũng có cái thực hành của khám bụng nội khoa, khám bụng ngoại khoa. Thì bây giờ làm siêu âm cũng là bác sĩ, cũng đã trải qua quá trình đó, thì bây giờ chúng ta phải nên có cái động tác khám đó trước. Thì có khám như vậy thì khi kết hợp với lại khám bằng cái đầu dò siêu âm nó sẽ chính xác hơn. Thì cái khám đó để làm cái đầu tiên là cái lỗ bẹn sâu, xác định lỗ bẹn sâu nên như thế nào. Thì lỗ bẹn sâu chính là cái đường giữa, nối giữa cái gai chỗ trước trên với lại cái gai của xương mu ở dưới chẩn bẹn, và ngay cái điểm giữa ở chỗ đó
thầy giống trên trên ở đây, cái gai xương mũ ở phía sau đây, thì ngay phía trên đường giữa cái đường nối đó, nó chính là cái dây chằng bẹn, cứng như dây chằng bẹn hay dây chằng cu ba nếu muốn xài tên riêng. Và cái lỗ men sau thì nó nằm ngay ở chính giữa phía trên và ngay phía trên cái dây chằng bẹn đó. Có thể là nó nằm trong thay đổi giữa 1.5 cm. Biết điều đó để làm gì? Ví dụ các chị muốn siêu âm một cái thoát vị, thì chúng ta không thường ta thấy cái đường bẹn bệnh nhân nó nổi gồ lên. Nếu mà nó còn tồn tại nổi gồ lên thì chúng ta phải xem là nó là một cái khối nó chạy dài từ trên xuống dưới, từ ngoài vô trong, có đúng như vậy hay không. Thì đầu tiên bằng cái cách khám, thì nếu mà nó đi từ lỗ bẹn sâu quá thì nó phải đi từ ngay ở phía giữa của cái gai cầu trên trên với cái gai mù ở phía dưới, ngay phía giữa phía trên đó. Còn cái lỗ bẹn nông thì nó nằm ngay của cái gai xương mù luôn. Mấy anh nam chút xíu vô toilet thì là tối đi về rờ ngay phía trên xương mù của mình, nó có một cái lỗ hõm vô ngay cái gai mù, nó có một cái lỗ hõm vô, cái bờ của nó rất là sắc nét, thì cái chỗ đó là lỗ bẹn nông, cứng như là cái tinh tinh. Nó có một cái móc dây mũ rất là rõ, bởi vì các cái mạch ngang rồi các cái dây chằng nó tới ngay chỗ cái lỗ bẹn nông đó, nó sẽ bị tẻ ra, chẻ ra các cái nhánh để cho tinh hoàn nó đi ra, tinh tinh nó đi ra ở chỗ này. Là nó giới hạn bởi một cái lỗ rất là sắc, sắc cạnh, vì nó là các cái mạng, các cái cân. Còn các chị nữ thì có một cái bệnh nhân nào đó, ví dụ siêu âm biểu chẳng hạn, các chị mang ngăn cái chuyện khám trước cái bụng biểu, rồi khám bụng biểu thì ở ngay góc biểu đó, sợ thấy xem xương mù. Ở nữ thì cái dây chằng tròn nó cũng đi chui ra ngay chỗ đó, nhưng mà bởi vì nó tỏa ra, nó không có cấu trúc gì xuống hết, cho nên tới đây nó tận, thành ra mình không thấy cái lỗ bẹn nông của nữ, khó thấy. Tại lỗ bẹn nông thì nó sẽ tận trong mô lớn, nó bị cái lớp mỡ trong mô lớn khó sợ, còn trong khi cái biểu, cái cấu trúc da biểu nó mỏng, dễ sợ, cho nên ở nam dễ thấy. Thì đó là về lâm sàng, đúng như vậy cậu. Ở đây thì chúng ta thấy cái móc quay trở lại, cái móc là có mạch đùi, động mạch ở dưới. Thì trên cái hình này chúng ta thấy có mạch đùi đây, động mạch tĩnh mạch, động mạch thượng vị dưới. Bây giờ mình nhìn từ phía trước nhìn vô, ở phía trong, ở đây là từ phía trong nhìn ra, động mạch đùi ở chỗ này, động mạch thượng vị dưới đây. Có mạch đùi trên siêu âm các chị dễ dàng nhận định lên. Động mạch thượng vị dưới là một mạch máu to, chúng ta nhận định được. Bây giờ máy nào cũng có đứt le, nếu cần thì các chị chuyển sang chế độ đứt le để xem cái tín hiệu mạch máu, thì các chị thấy xác định cái động mạch thượng vị dưới, bởi vì nó đi gần như ở phía trên tầng bụng trên chỗ này chỉ có một động mạch lớn đi phía sau của cơ mạch. Ở dưới này sâu hơn dưới này mới cơ hình lên, thì chỉ có một mạch máu lớn mục đích để làm. Bởi vì thoát vị thì chúng ta sẽ có thoát vị bẹn và thoát vị đùi, nó ngăn cách với nhau bởi cái cung đùi hay là dây chằng bẹn hay là dây chằng cung ban, cái tên gì gọi được. Thì nếu mà những cái thoát vị mà nó nằm phía trên cung bẹn thì gọi là thoát vị bẹn. Vậy nhưng nhớ thoát vị bẹn lại có hai dạng, là thoát vị gián tiếp hay thoát vị trực tiếp. Còn thoát vị đùi thì là nó lại nằm phía dưới của cái khung bẹn của dây chằng bẹn hay là của khung đùi. Tại các thầy ngày xưa đặt tên thì nó nhiều sách, nhiều cái cách gọi, trên lâm sàng cũng nhiều cách gọi.
dây chằng bẹn, cung bẹn, cung đùi, dây chằng cung ba, nhân dân. Đó là những cách gọi của các thầy lớn ngày xưa. Rồi tùy theo trên lâm sàng ai học theo, thường gọi theo cách gì đó, ta gọi. Nhưng mà nó chỉ có một cung rút, từ gây cháu trước trên xuống tới gây một. Nó chỉ trên gây cái cung rút đó là có gì bẹn, dưới cung rút đó là có gì đùi. Vậy, vậy có gì đùi thì nó liên quan tới cái phó mạch. Bởi cái ống đùi ở chỗ này, mạch máu ở chỗ này từ trong bụng nó đi xuống dưới chi, nó chui ra chỗ này, cho nên là chỗ này nó làm tiểu huyết. Mà ruột nó có thể nó chui từ ở trong xoang bụng nó đi qua chỗ yếu chỗ này để đi ra đây, có gì đùi. Có gì đùi thì nó sẽ xuất hiện ở phía dưới của cái cung bẹn này, là điều dễ nhận định. Và nó liên quan mật thiết với lại động mạch từ mạch đùi. Đây là cái hình minh họa để các chị dễ thấy. Và đương nhiên cái ống bẹn ở trên hình này các chị thấy người ta vẽ cái ống bẹn nó vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ. Thì quay trở lại đối với lại cái nhóm có gì bẹn, chúng ta có gián tiếp và trực tiếp. Gián tiếp là nó sẽ đi theo từ sâu lỗ bẹn sâu ra lỗ bẹn nông là gián tiếp, bởi nó đi theo đường đi của ống phúc tinh mạch, gián tiếp qua cái tồn tại của hoặc tồn tại của ống phúc tinh mạch ở trẻ con, hoặc là cái chỗ yếu của thành bụng trên cái di tích ống phúc tinh mạch ngày xưa, cho nên nó là gián tiếp. Còn trực tiếp là gì? Trực tiếp là nó sẽ xảy ra ở cái vùng mà ở phía sau mặt cơ này, nó không có cái cân ở chỗ này, cho nên là nguyên một diện ở chỗ này nó là một diện yếu, cho nên là ruột nó có thể hoặc là các tạng khác có thể nó đi qua chỗ yếu đó, nó nhô ra phía bên ngoài da. Ở phía dưới da thì nó sẽ nằm ở trong trong đây, nằm trong tại này, và cuối cùng nó cũng có thể nó đi xuống dưới biểu. Cho nên một cái thoát vị mà nó xảy ra ở biểu ở người lớn, ở mô lớn của nữ hoặc là ở dưới biểu của người nam thì nó con cũng có thể là thoát vị bẹn trực tiếp hoặc là gián tiếp. Cái chỗ ra thì nó chỉ có một chỗ, đó là chỗ lỗ bẹn nông. Nhưng mà cái chỗ mà nó bắt đầu chui ra từ bụng nó chui ra thì nó có thể nó từ lỗ bẹn sâu hoặc là không phải lỗ bẹn sâu, mà cái chỗ đó bây giờ nó mới lộ ra. Tại sao mình phải thấy cái động mạch từ dưới dưới? Đại sư Văn của mình sẽ trả lời được một cách rõ ràng là cái thoát vị này đó, nó là có gì bẹn trực tiếp hay là gián tiếp, và lúc đó mình dựa vô cái động mạch từ phía dưới sư âm thấy được. Thì vậy nếu cái khối thoát vị mà mình thấy cái phần phía bên trong của nó nằm ở phía bên ngoài của động mạch từ phía dưới thì chắc chắn nó là gián tiếp. Còn nếu mà cái cổ của túi thoát vị đó mà nó nằm ở phía bên trong của động mạch từ phía dưới thì nó là có gì bẹn trực tiếp. Cho nên tại sao phải nãy giờ cứ dài dòng tại sao các cái mạch máu đi dài để cuối cùng thầy sư ông của mình phải thấy được hơn cái lâm sàng. Người ta không thấy lâm sàng, không có rờ được cái động mạch từ dưới. Lâm sàng chỉ thấy có một khối đó, mà tại sao cần phải phân biệt vậy? Bởi vì hai cách điều trị hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như thoát gì bẹn gián tiếp á, thì ta chỉ có thể khâu lại cái chỗ lỗ này thôi, nó vừa đủ hẹp, cắt bỏ thứ nó chỉ khâu lại, nhất là ở mà còn không có thể tái tạo thành bụng gì hết. Còn trong khi thoát dị bẹn trực tiếp nó là nguyên một cái diện yếu của thành bụng, cho nên là thông thường ta phải đặt một cái tấm lưới để tăng cường nó lên,
cái ruột nó không chui ra được. Thì chính vì vậy, chính vì y nghĩa điều trị nó khác nhau hoàn toàn vậy, mà siêu âm của mình thấy cái hơn của cái lòng sàng, người ta thấy đó chính là mình thấy động mạch ở phía dưới và xác định cái nguồn gốc cái lỗ chui của cái tạng nó ra từ chỗ nào để xác định dựa lên cái móc là động mạch từ phía dưới đây, còn dưới bẹn với đùi thì vậy đó. Thì đó là cái ý nghĩa mà tại sao nãy giờ mình cứ lần quần với nhau. Đó thì những cái tụ trình thành bụng thì mình thấy các cấu trúc có thể là liên quan có vết mổ hay không có vết mổ. Và nếu mà chúng ta nhớ lại các cái giải phẫu cấu trúc giải phẫu của thành bụng thì mình sẽ xác định được cái bản chất của cái bên trong nó là gì. Ví dụ chứa dịch thì tính chất của dịch nó phải sao, nếu mà thanh dịch thì nó phải âm cầu da da phải nói liền ngay gì phản âm phía sau. Tại vì mỡ nó cũng có thể nó phản âm kém, nhưng mà mỡ nó không có phản âm phía sau. Nếu mà đầu giò của mình, đầu giò nó độ phân giải hơi kém chút xíu thì nhiều khi mỡ, nhất là ở trên tuyến vú, chúng ta thấy không phân biệt được nước hay là mỡ của tuyến vú. Nhưng mà nếu mình để ý thêm chút xíu cái chỗ phản âm phía sau mà tôi đã nhấn mạnh trong cái bài gan với các chị, tại cái phản âm dày nó không phải là cặn, mà phản âm dày có thể có việc là bản chất nó là dịch, ví dụ như mũ, ví dụ như một máu đông, bây giờ có thể phản âm dày. Còn thậm chí ví dụ các chị thấy cái tia nước tiểu nó cũng bản chất của nó cũng là dịch, nhưng mà lại cho cái tia nó sang chói lên thì các chị không phản quay. Cho nên là tôi chỉ muốn nói rằng là các chị đừng có hàng trong đầu của mình một cái để phản âm nào dày thì cái phản âm đó là nặng, điều đó nó không phải, nó không đúng, nhớ cái chuyện đó. Thì đây là một cái tiến độ mà xin lỗi, một cái hình ảnh siêu âm dưới phần mềm panorama là nó nối kết lại để mình thấy được cái khối cơ của thành một bên, cái đường chẳng bên cơ thẳng bên phải, cơ thẳng bên trái, cái đường chẳng giữa, rồi cái đường chẳng bên phía bên trái, còn cái khối cơ thành một bên bên trái có ba cơ rõ ràng rất là dễ thấy. Và cái lớp phúc mạc, cái mở trước phúc mạc, cái mở tiền phúc mạc mình thấy rõ nhất là ở các cái chỗ các đường chẳng của các cái giao nhau. Rõ ràng các chị thấy cơ thì nó có cái bụng cơ nó bình lên, nhưng mà khi mà cơ nó chuyển thành các cái gân hoặc là các cái màng thì lúc đó nó sẽ thắt lại, thì cái mỡ sẽ bù đắp vô chỗ đó. Cho nên muốn xác định cái mỡ ở trước bụng màng cho nó dễ, các chị sẽ xác định ở chỗ các cái vị trí đường chẳng, rồi ở phía dưới này nó sẽ là các cái tạng. Thì nếu mà các tạng phía dưới này di động, có một cái đường chẳng mạnh, có đường phản âm mạnh mà nó không di động so với cái đường đây thì nó chính là cái phúc mạc. Thì đó là cách xác định các cái lớp của thành bụng ở đây cũng nhắc lại, để từ đó mà mình áp dụng vô trong các cái bệnh lý trong giai phẫu thành trước bệnh. Ví dụ như một cái tụ dịch ở vết mổ, ta mổ ở đây, tụ dịch ở cái vết mổ thì mình sẽ thấy cấu trúc của dịch của mình nó là phản âm kém, thanh dịch nó phản âm trong, còn cái dịch của vết mổ dù là vô trùng hay hữu trùng không thể nào mà có thanh dịch cũ của nó, mà thông thường là máu nó chảy ra khi mà dịch ở trong túi giữa bụng hay là bụng gì đó ở trong trong phúc mạc
nó bị ứ động lại trong cái quá trình mà bụng mổ xẻ và bụng đi ngang qua tập bụng. Cho nên là cái dịch của nó thường cái dịch nó sẽ có hồi âm ở phía bên trong. Còn nếu mà nó có hơi ở phía bên trong thì có chừng cái gì cũng sướng hơi. Vì vậy một cái nhiễm trùng của vết mổ ở chỗ ở trên cái đường chỗ này, các chị siêu âm thì sẽ thấy được những cái ổ quanh nhau mà âm kém, có thể có sưng nằm ở phía bên trong là do bị tình trạng độc nhất. Thì thông thường nó sẽ có giới hạn của nó. Và ví dụ như một cái nhiễm trùng ở vết mổ ở đây thì ý nghĩa trên lâm sàng các chị cũng lưu ý. Tại khi mà một cái vết mổ có thành cục, tôi muốn nói cái này nó hơi kỹ hơn chút là bởi vì nó thường gặp hơn khi mà các chị làm siêu âm sau này ở các bệnh viện. Bởi vì một cái đường xẻ từ ở phía bên ngoài da, ngoài cái môi trường không khí bên ngoài, qua da, mở dưới da, cơ vô trong cái này để thao tác các cái điều trị ở phía bên trong. Thì vậy cái tụ dịch nó có thể nó xảy ra bất kỳ ở chỗ nào. Có thể nó xảy ra trong lúc mở dưới da, thì lúc đó nó sẽ nằm trước cái cân của các cái cơ. Thì lúc đó cái điều trị của nó sẽ dễ dàng hơn. Các chị chỉ cần mở cái vết mổ chỗ này. Nếu mà cân cái nhiễm trùng này nó nằm phía trên cân thì người ta chỉ cần tháo mũ, mở cái vết dị khâu ở da là xong, bôi rửa cái bên ngoài là xong. Còn nếu mà nó nằm ở trong cơ, tại khi mổ người ta không có đi thẳng, có thể nó bị lợn vô trong cái cơ, nhất là bên thành bên, thì vậy những cái ổ đó nó có thể nó từ trong cơ nó phá ra ngoài, nhưng mà cái độ sâu của nó cái chính là nằm ở phía trong cơ này. Thì như vậy thì cái chuyện mà tháo lưu cái mũ này nó sẽ cực hơn, bởi cái ổ nó nằm ở phía trong cơ, và trong cơ này như hồi nãy tôi nói là nó có thể nó lan rộng theo cái trọng, theo cái cơ đó. Cho nên cần phải xác định một cái ổ tụ dịch sau mổ ở trong bụng là nó phải nằm ở trong mở dưới da đơn thuần, hay là nó nằm ở trong cơ, hoặc là nằm ở phía sau của cơ. Tại khi mà trong cơ hoặc là phía sau cơ thì muốn giải thoát cái mũ ra đi ra thì bắt buộc phải cho nó chảy hết ra ngoài, thì vậy là cái tính bền vững của thành bụng chúng ta nó sẽ mất đi, và lúc đó thì như thế nó sẽ dễ bị cái phát dị của thành bụng ở hệ thống chủ yếu dưới vết mổ sau này thì nó liên quan tới cái dị ứng. Hoặc là ví dụ như bệnh nhân mổ cổ, bệnh nhân ho gì đó thì thông qua vết mổ này có thể nó lòi cái tạng ra, gọi là bung vết mổ. Đó thì chính vì những cái tính chất về mặt điều trị mà mình phải chẩn đoán cho nó chính xác. Đối với lại những cái tổn thương sau cơ này thì mình còn phải lưu ý một cái nữa là gì? Nó có liên quan tới xoang phúc mạc hay không. Ví dụ các chị thấy có những ổ áp xe của ruột thừa là đó là trong phúc mạc. Nhưng mà cái nguyên lý của áp xe, một cái vật lạ, một cái tạo viêm thì có bình thường là cổ ra phía bên ngoài, nó tìm được thông thương ra đi ra phía phía bên ngoài. Thì những cái ổ tụ dịch ở những ổ áp xe tồn lưu trong ổ bụng nó cũng có bình thường nó sẽ đi ra theo các cái dịch mổ hoặc các vết của ống tiểu đường. Thì về bắt buộc mình phải xác định là nó trong xoang phúc mạc hay là không. Thì ngoài cái chuyện của các cái lớp của thành bụng trên cơ, trong cơ, sau cơ, thì một cái nữa là nó bắt trong bụng mà mình phải xác định. Cảm ơn các
cả những cái dạng đó, cái điều trị và tiên lượng nó đều khác nhau. Đó, thì những tụ dịch thành một tụ dịch giết mổ dễ rồi, cấu trúc phản âm kém, có sinh âm bên trong, tăng âm phía sau, có nghĩa dễ nhớ, nằm trong có thể lớp mỡ hoặc là trong lớp cơ, tùy theo cái cấu trúc như thế. Đây là một cái ví dụ như thế này là nằm trong cơ, dù như dính mổ ở phía trên là khâu kín hết rồi, nhưng mà bệnh nhân đau, bệnh nhân sốt, dính mổ do khâu kín, nước dịch mổ nó không chảy ra được, máu nó không chảy ra được, nó không có phía trong thì mình thấy thì thông thường trong những trường hợp đó cái phản ứng của cái mỡ xung quanh, cái thâm nhiễm mỡ xung quanh mặt. Còn đây là một cái trường hợp mà các chị thấy nó đi từ một cái ổ áp xe trong phần bụng, nó đi xuyên qua phần bụng, nó đi ra ngoài. Đó là vì sao mà chúng ta phải xác định cái nó là trong hay là ngoài của mặt. Quay trở lại vấn đề có gì thì cái số âm của bệnh ngoài cái chuyện ví dụ có gì, hai cái dạng thường gặp nhất là bẹn hay đùi. Bẹn thì bẹn gián tiếp hay bẹn trực tiếp, mình đã hình hiểu hết trở lại, nhớ trở lại hết cái cơ chế sinh học của nó, bóc giải phẫu để xác định nó như thế nào không, thì sự vong của mình phải mô tả được cái gì đó liên quan tới bệnh học, mình phải mô tả được cái tạng chứa bên trong mình, tạng đó nó là gì, có thể nó là mặt nối lớn mở dài, có thể nó là ruột, ruột thì có thể nó là ruột non, có thể nó là đại tràng. Bên phải có thể mạnh đạn để chui xuống, chui thừa những viên nó chui xuống trong lưng phổi. Phía bên trái những viên đại đạn sức ma nó cũng chui xuống, chui thấp chìm. Đôi khi là cả hai. Tiến hơn nữa là đối với nữ ở mô lớn, những cái buồng trứng nó lại chui xuống ở phía bên dưới. Trong có gì mẹ gián tiếp của mình. Và một điều chúng ta nhớ gần như luôn luôn có là trong túi có gì nó có gì. Đây là gì? Có mấy loại gì? Ổ bụng của mình có dịch, bình thường có dịch. Xoang bụng bình thường của mình có dịch. Các chị đi thực tập ngoài, các chị cũng sẽ coi ở trong phòng mổ rồi, chắc ít nhiều cũng phải có vô được một vài lần. Tại cái bề mặt của ruột, bề mặt của gan, bề mặt của các cái tạng ở trong xoang bụng, xoang bụng mạng, nó đều có một cái độ ẩm. Ẩm đó nó là gì chứ là gì? Nhưng mà thực tế nó chứa khoảng bao nhiêu? Thông thường nó sẽ thay đổi từ 50 cho tới 250 ml, nhưng cái dịch đó nó không có tụ ở một chỗ mà nó sẽ lắng đều trên bề mặt của các bạn để tạo nên độ ẩm của cái người bạn đó. Dù da của mình là khô, ví dụ như mình rời có thể thấy nó là ẩm, nhưng mà ở trên bề mặt của các bạn trong bụng chúng ta thấy cái độ ẩm của nó cao hơn. Có như vậy thì các bạn nó mới được với nhau được. Và nam thì thường là nó không có dịch vụ ở một chỗ, nhưng mà nữ liên quan tới cái chu kỳ kinh nguyệt có thể cho phép có cái dịch ở tốt bụng lại.
thông thường là dưới 5 chục, có thể thông thường là 2 chục, là mức độ đó là bình thường. Bởi do của thời kỳ nam tính vợ. Và cái dịch này nó luôn luôn được lưu truyền một cách hợp lý để nó không tạo ra cái chuyện mà ứ động. Nó không ứ động ở chỗ nào rồi, mà nó chỉ tràn hết các cái bề mặt. Như là nữ, do cái nhiều thời gian tụ nghe thuộc được là nhưng rồi nó cũng được hấp thụ. Với phúc mạng thì là một cái quá trình cân bằng giữa quá trình hấp thụ và bài và chế tiết để làm ẩm cái bề mặt phúc mạng thành lệnh tài. Thì cái phát gì bản chất của nó, cái túi phát gì bản chất của nó là phúc mạng. Với các bạn trong bổ bụng mà chui ra phía bên ngoài thì nó phải đẩy cái phúc mạng đi ra theo. Chứ phải là không có phúc mạc. Nếu không có phúc mạc thì có nghĩa rằng là nó bị giống như vết mổ á, nó bung phúc mạc ra, tàn lòi ra ngoài. Thì đó là gọi là bung vết mổ á, chứ không phải là hở cơ, chứ không phải là phát gì. Thì vậy, nói như vậy để có nghĩa là cái túi phúc mạc đó bao giờ nó cũng, cái túi phát gì đó nó bản chất của nó là túi phúc mạc. Và túi phúc mạc khi nó đi ra khỏi cái thành bụng thì cái quá trình bài tiết và hấp thụ của nó sẽ mất cân đối đi, nó mất quân bình đi, chế tiết nhiều hơn là hấp thụ. Cho nên trong túi thoát vị bản chất của nó là phúc mạc, luôn luôn nó có dịch ở bên trong và luôn bao giờ cũng thấy được cái dịch. Thì như vậy, ví dụ như ở cái trẻ con hồi nãy tôi có nói tồn tại các cái ống phúc tinh mạc. Nếu mà cái cổ ở cổ túi nó nhỏ, có nghĩa là lỗ bên trong nó nhỏ, nhiều khi nó chỉ là một cái đầu tâm thôi, nó tồn tại ở chỗ đó thì bây giờ nó sẽ tiến trình hoặc cái dịch tuần hoàn thì nó tạo thành cái nang thần kinh, hoặc là không có tạng khác đi kèm thì đó là cái tồn tại ở phúc tinh mạc gây đạt dịch mạng tinh. Còn trong trường hợp nếu mà cái lỗ đó nó rộng ruột hay là các phúc tạng khác nó chui xuống thì hoặc mà mặt nó lớn hay là mở dài nó chui xuống thì cái chui xuống ở chỗ này nó sẽ có những cái tình huống nào. Ví dụ bình thường như hồi nãy trong cái tình huống ban đầu tôi đề cập lúc đầu bài là nó xuống, khi mà có yếu tố thuận lợi nó mới xuống, có nghĩa là dài đoạn đầu, có nghĩa là một cái tăng áp lực của bụng thì nó mới chảy ra, rồi sau đó nó tụt giảm. Nếu mà trạng thái nghỉ ngơi đó là ở bằng rộng, hoặc là ở những cái trạng thái mà cổ tuôn rất rộng. Còn có những trường hợp mà nó đi ra nhưng nó không đi ra, lúc nào mình cũng thấy. Nó sẽ ở hai trạng thái và cái chuyện mà nó tồn tại ở phía bên ngoài lúc nào mình cũng thấy một cái to ở phía dưới bẹn đùi đó. Nhưng mà nó sẽ có hai trạng thái là gì đó, sẽ chia ra làm hai trạng thái là gì, hay nó khác hơn là hai bình cạnh. Nhiều khi một cái khối rất là to ở phía dưới biểu ruột nó lọc ọc ở phía bên dưới, nhưng mà bệnh nhân vẫn đi đứng những sinh hoạt bình thường từ lúc nhỏ cho tới lúc già với một cái điều nó to hơn, nó to gần như cái ổ bụng ở phía bên trên. Có những trường hợp nó to cũng tiếp như vậy mà người ta không thể phẫu thuật mà đưa vô được, muốn đưa vô phải cắt bớt ruột, phải cắt bớt tại ổ bụng mình có một cái áp lực bình thường. Nếu mà các cái tạng khi mà nó ra một cái ổ bụng thứ hai chẳng hạn, nếu có gì bẹn ở phía dưới nó nhiều quá, mình không thể đẩy lên trên để khâu kính cái thành bụng được, bởi vì nó sẽ gây ra những tăng áp lực của bụng bất thường, có thể gây tử vong ngay trong lúc mổ, bắt buộc phải bỏ bớt cái tay. Nói cái điều đó để làm gì? Để có để là trong pháp gì, nếu mà luôn luôn tồn tại thì ta sẽ có hai tình huống hay là hai bình cảnh.
có thể là bệnh nhân lúc nào nó cũng có, nhưng bệnh nhân kiểm sinh hoạt bình thường, bệnh nhân không đau, mọi chuyện ăn uống sinh hoạt bình thường hết, thì cái đó mình gọi là có gì nó bị kẹt, hay là có gì nó bị dính, hay là hình thành một cái túi giống như là xoang bụng ở thứ hai, hay là xoang bụng nó mở rộng ra ở bụng rồi, và ta sống chung hòa bình với lại nó. Đó là bệnh cảnh thứ nhất. Cái bệnh cảnh thứ hai là nó đột ngột nó xuất hiện, nó ra do yếu tố thuận lợi đó, nhưng mà nó bị nghẹn, một cái là kẹt, dính luôn luôn có bình thường, một cái là nghẹn, là nó xuống rồi nó không trở lên được, nó bị nghẹn, nó không lên được, thì lúc đó bệnh nhân sẽ đau rất dữ, đau lăn lộn và có biến chứng, biến chứng có thể chết được. Cái kia là chung sống hòa bình, có thể mấy chục năm. Còn nếu mà có biến chứng thắt nghẹn thì chính là cái biến chứng nghẹn là cái biến chứng đáng sợ nhất. Bởi vì đối với lại cái tạng trong cơ thể, nhất là ruột, thì trong vòng 6 tiếng nếu mà mình không có giải thoát kịp thì mạch máu không tới nuôi được thì ruột sẽ hoại tử chết. Và ruột hoại tử thì tỷ lệ trong một xoang bụng tỷ lệ bị động rất cao. Cho nên chính vì vậy mà cái thoát vị đó nó kẹt hay là nó nghẹt thì trên lâm sàng người ta cũng biết được rồi. Như tôi đã nói, cái đau, cái không đau, cái chung sống qua được. Vậy thì giai đoạn sinh hoạt của mình ở đâu? Giai đoạn sinh hoạt của mình làm gì đây? Có giai đoạn. Thì trong tình huống mà kẹt, dễ lắm, mình tha hồ lấy tay sờ nặng, có thể là nó chắc, cảm giác chắc của cái mỡ, hoặc là cảm giác có lọc bọc, mình bớt nó lọc sọc bọc sọc của ruột ở phía bên trong, chẳng không cần phải làm siêu âm làm gì nữa. Có siêu âm chăng thì mình coi coi nó là cái ruột của nó, nếu mà đếm được nó dài như mỡ chài chu xuống đó tạo thành cái bánh nó có lớn hay không, bởi nó sẽ liên quan tới cái dự kiến của người ta khi mà ta đóng trở lại đó, ta phải cắt bớt ruột nhiều hay ít, cắt bớt mỡ chài nhiều hay ít, có khi cả ký mỡ chài, tại vì mỡ chài bình thường nó là một cái màng một, nó có mấy trăm gram, mấy chục cho tới 100-200 gram, nhưng mà khi mà nó ở cái vị trí bất thường hoặc là có viêm gì hoặc là dính bất thường, nó có thể dày lên thành là những cái khối, có những cái khối mà nó gần cả ký lô đối với lại cái mạch nó lớn, vì nó một cái đó là phản ứng bình thường của cơ thể. Cho nên là nếu mà ước được trọng lượng, cái đánh giá cái thể tích của cái ruột hay là cái nó bao nhiêu thì chúng ta có giai đoạn của sinh vật, mà sinh vật giữa ruột với lại mạch nó lớn thì thấy mở mạch nó lớn thì nó có phản ứng gì, nó là dạng ở dạng một cái bánh lớp le, thì nó có nhiều cái mạch máu ở phía tín hiệu mạch máu ở bên trong, đương nhiên bình thường nó chỉ thưa thớt. Còn đối với ruột thì tất cả các cái dạng của ruột bình thường và bên ngoài nó có dịch, dịch ở đây là chỉ là thâm dịch, dịch tiết của trong cái mạch của xin lỗi dịch thâm thì phải dịch tiết, nó mất quân bình. Còn trong trường hợp mà kẹt, đó là trường hợp kẹt. Còn trong trường hợp nghẹt thì nó có cái chuyện gì? Đương nhiên lâm sàng mình biết là nghẹt rồi đó, biết là kẹt rồi đó, thì vấn đề của người ta xem có hoại tử hay không để tìm được. Thì một cái ruột hoại tử là nó sẽ bị hoại thư, là do mạch máu động mạch nó không tới nuôi được thì ruột nó chết.
về trước khi mổ đối với lại một cái biến chứng nghẹt thì người ta phải cần muốn biết, người phẫu thuật viên cần biết là cái ruột này nó còn sống hay là nó đã bị phải sử dụng. Tại thông thường các chị sẽ biết thêm một chút về cái nguyên tắc mổ của thoát vị là người ta sẽ đặt ra ngay chỗ cái cú thoát vị để người ta xem cái ruột đó như thế nào. Ta chỉ cho vô trong trường hợp mà quay ruột đó nó chưa quay tử, trong trường hợp quay tử ta phải kéo xuống thêm để người ta cắt ở phía bên ngoài chứ không đưa cái vô phòng mổ bụng mở ngắm cắt. Lý do là không muốn cái cô lập cái phần quay tử, tay quay tử đối với ruột nó có chứa nhiều vi trùng, cái nhiễm trùng ta tránh đưa cái nhiễm trùng nó vô phòng. Những cái thao tác cắt nối vẫn nằm phía bên ngoài đó. Cho nên là người phẫu thuật viên rất rất cần muốn biết trong ngoạn này ruột nó quay tử chưa trước khi mổ để ta nhiễm trùng của một cái bộ phẫu thuật. Chính vì vậy cái giai đoạn của xương của mình là đánh giá xem coi ruột này nó có quay tử hay chưa. Còn nếu mạch nối thì dễ lắm, mạch nối thì cắt bỏ không có từng mạch nối nó vô trùng dù nó có quay tử, còn vô cái quay tử là có nhiễm trùng. Bởi luôn luôn có nhiễm trùng trong nhiễm trùng. Như vậy, đối với một cái ruột quay tử thì đầu tiên là nó có cái dạng thành. Thì mình coi có một cái cấu trúc ruột rõ ràng bên trong. Nó có dạng thành, nó nằm im liền, nó không có trung tâm. Và khi có, mình mở cái chế độ đất đe lên thì mình sẽ không thấy các tính tiêu mạch máu ở trên thành. Và cái dịch ở phía bên ngoài lúc này nó là nó sẽ là dịch máu. Cho nên giai đoạn của siêu âm bên trong hai tình huống đó nó là gì là các chị cần phải đánh giá bằng siêu âm cho nó tốt. Đây là rãnh của mạch nối lớn chui qua cái ở đây là về mặt của thành bụng da mở dưới da cân của bụng cái lớp cơ phía bên dưới khúc mạc thì cấu trúc mạch nối lớn nó đưa ra đây bởi vì mình không thấy đánh dấu của quai ruột đó là dịch nằm ở trong lòng của ruột. Ở đây mình không thấy dịch mà chỉ thấy một cái cấu trúc của đạo cầu của mỡ phản âm cầu phản âm của mỡ. Đây cũng là một khối mỡ nằm ở ngay cái khối vị của cái lỗ rôn. Cái lỗ rôn của mình thì do các cái dây chằng nó tập trung ngay chỗ đó tạo thành một cái rút sơ ở ngay chỗ đó, cho nên là nhất là phụ nữ mang thai do quá trình sinh đẻ tác động của nội tiết tố lên trên đó thì những cái nút sơ và collagen thì nó sẽ giãn nở ra theo cái thai. Ở đây có chị nào có thai gần thì cái số sẽ phồng ra bên ngoài nó mỏng. Nếu mà nó co hồi trở lại nó không tốt thì thành cái cổ yếu, cho nên là dễ gây lên cái thoát vị ở số ở chỗ này. Và thường nó có vị số có thể là ruột nó chui ra, nhưng mà cũng có thể may mắn là có nhiều khi cái mỡ của mạch nó lớn chui ra nó mắc tại chỗ đó, nó chỉ gây khó chịu về mặt thẩm mỹ chứ còn nó không có gây cái biến chứng nghẹt. Là một cái thoát vị bị ghen là cái chỗ hồi nãy mà nói các chị, hoặc là ở cái đường cắn bên nó nằm ở trong cơ, hoặc là nó nằm ở ngay chỗ cái khung của mặt sau của cái cơ hạnh phúc ở cái chỗ nối giữa cái chỗ có mặt sau của bao cơ thành với chỗ không có bao sau của cơ thành, thì các cái cấu trúc quay ruột ở trong đó quay ruột nhìn ở xung quanh và đánh giá cái thành ruột nếu có đứt lẻ thôi. Rồi thì đó là một cái số hình ảnh của các chị về có thể là coi
thêm ở trong bài dựa trên cái cơ sở về giải phẫu, cơ sở về bệnh học, cơ sở về đặc điểm bệnh học, thì các chị sẽ nghiên cứu xem cái những cái phòng gì đó nó như thế nào, nó chỉ chứa dịch đơn thuần, nó có thể nó chứa các quay ruột nằm im lì và liên quan tới đó cái động mạch từ phía dưới là cái này. Thì trong những trường hợp mà các chị xác định động mạch từ phía dưới rồi, cái cổ của cái túi cấp gì nó nằm ở chỗ nào so với lại động mạch từ phía dưới, nếu mà cái cổ đó nó nằm động mạch từ phía dưới, cổ nó nằm ở phía bên trong thì có nghĩa là trực tiếp, còn nếu mà cái cổ của nó nằm phía bên ngoài thì nó là gián tiếp. Có gì cũng dễ luôn, đang điều rối như hồi nãy tôi nói, các chị coi lại cái tồn tại hoàn toàn, hoặc là chỉ nửa trên, hoặc là chỉ ở phía giữa. Còn trong trường hợp ở phía trên này thì không thường là khó nhận định, chỉ kia bởi vì khó nhận định được giữa thành bàng quang với lại cái phần mà nó tồn tại chỗ này. Chỉ trường hợp bàng quang mà nó thiệt chặt mới có thể mình thấy được các cấu trúc của thành bàng quang mà khác nhau được, và nó không phải là một cái thể quan trọng. Chúng ta cần nhớ ba cái thể chính. Đối với nữ ở trên thành sinh môn ở vùng thái chậu, thành mô lớn ở vị trí 6 giờ, ở vị trí 7 giờ hoặc là 4 giờ trong một số trường hợp cũng được cắt tinh sinh môn. Khi mà sanh con so thì người ta hãy cắt tinh sinh môn, nhưng mà cái lúc mà sinh ra đó thì các chị thấy cái cầu mạng của tử cung cùng với cái nhau cùng với máu nó sẽ bong ra đó. Trong nhiều trường hợp nó sẽ cháy cái nội mạng tử cung, nó cháy trên đó, nó sống, nó tồn tại, nó gây nên những cái u lại nội mạng ở trên thận sinh môn. Hoặc là nếu mà mổ ở cái đường giữa dưới rốn để lấy thai thì thỉnh thoảng thì những cái tế bào nội mạng của tử cung nó cũng có thể nó cháy ở cháy ghép vào phía bên trên của vết mổ, nó gây nên những u lại nội mạng. U lại nội mạng thì dễ chẩn đoán lắm trên lâm sàng. Lý do là theo chị kinh, nếu phụ nữ đang hành kinh thì chỗ đó nó to lên, nó đã hết cái thời gian hành kinh thì chỗ đó nó ít lại, nó nhỏ lại, nó hết đạm và nó cứ theo đúng chu kỳ vậy. Bởi vì nó là bản thân là cấy ghép nội mạng tự thân nên là đi theo chu kỳ đó. Hình ảnh của nó thì là một cái khối phản âm kém, bờ vua gai không đều và có cái khối của mạch máu phía bên trong, chứ không phải là một cái gì. Do ở dơ con móc con gì sinh sôi, và đây là ngày xưa thì người ta thấy là những cái ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, nói chung là những cái dạng ung thư của adenocarcinoma thì thường nó hay di căn ổ bụng. Và di căn ổ bụng thì khi mà rốn của mình á, ở chỗ mà nó tiếp xúc gần như là trực tiếp giữa phúc mạc với lại qua một cái lớp cân mỏng ra phía bên ngoài, thì những cái nốt di căn đó thì thông thường có thể nó ở bất kỳ, nhưng mà cái thành bụng ở chỗ khác nó có nhiều lớp nó che, mình sợ mình thấy nó chưa, nó di căn ra ngoài không được. Nhưng mà ở số thì chỗ đó là phúc mạc của mình tiếp xúc thẳng trực tiếp với lại gần như tiếp xúc qua một cái lớp mỏng của cái khối phúc sơ, cái đề kháng nó kém, cho nên là những di căn từ cái adenocarcinoma nó hay di căn ra biểu hiện là ở rốn, là những khối đặc. Và cái bà sơn, một cái bà sơn nhà chồng và nó làm trong chăm sóc điều dưỡng hộ lý cho người bệnh,
bà tên là Marie Joseph, thì bà phát hiện ra, bà thấy ra những cái những người bệnh ung thư có những cái biến đổi ở rốn, những cái cấu trúc sụn hay xảy ra ở rốn. Thì sau này khi mà cần thiết thì ta thấy là bản chất của những cái rốn này thì ung thư rồi, giai đoạn cuối rồi, tại vì căng lên khi chết tự tiết ra thì đó là những khối di căn, cho nên là các bác sĩ của anh thì lấy cái tên của bà sư này để đặt tên cho cái nốt đó. Màu của cơ thể thì dễ thấy đó nè, soi lại cái phía bên cuối bên nhân nhân, một số cái cần phân biệt, chẳng hạn như các chị lấy tay thì sờ ngay chỗ cái hõm ức của mình, tôi nghĩ là ai cũng có một kiến sinh ức, đó là một cái bộ phận sụn, nó mềm, nó nằm ngay chỗ dưới cái bộ kiến sinh ức. Nhiều khi các chị siêu âm các chị thấy có một cấu trúc rờ thì về, nếu mình rờ mình thì mình biết nó là một kiến sinh ức, quỷ nó ấn nó hơi tích tích, còn nếu mình rờ người khác nhiều khi mình lại nghĩ nó là u, thì đó là một cấu trúc liên tục với cái xương ức. Cái phản âm của nó thường là phản âm mạnh và cái star của nó với bản chất sụn thì tùy theo mức độ canxi, có thể nó có bóng lưng rõ hay là cái bóng lưng nó thiếu, nhưng mà nó lại phụ về thành một và là một cái đường phản âm vậy vào cái rõ. Trong lớp mỡ của bụng của mình thì cái bụng desmoid này thì bản chất của nó giống như hồi nãy tôi có nói, nó thường hay xảy ra ở cái lớp hạ vị trong cái lớp mỡ ở dưới da, nó giống như là những cái bướu bã. Bướu bã thì thông thường trên lâm sàng ta chẩn đoán dễ lắm, nhưng mà đối với những bướu mỡ trên lâm sàng chẩn đoán khó hơn, thì nó nằm ngay dưới da, lớp da bên trên nó bình thường, còn cái bướu bã lớp da bên trên không bình thường. Tại bướu bã nó là cái gì? Nó là cái nang của cái chân lông, cho nên trên cái bướu bã bao giờ mình cũng bướu bã là nó sẽ xâm lấn ra tới cái lớp bì ở phía trên. Đi theo cái nang của lông, nang của lông đổ ra ngoài da, cho nên khi mà nó cái túi phình của nó từ cái lớp hạ bì là nó nằm ở trong lớp mỡ dưới da, nó sẽ đi xuyên qua cái da, có nghĩa là mình thấy không còn bình thường cấu trúc của cái lớp da bình thường, nó sẽ bị mất cấu trúc đi quyết đi. Nhìn bằng mắt thường bên ngoài thì giống như cái gì bị mụn ở đây, chắc mũi hết mụn hết rồi. Ở những người bị mụn các chị thấy bao giờ nó cũng có một cái sợi lông ra và cái lỗ chân lông ở đó nó rộng ra, da ở xung quanh của cái đó nó mỏng hơn, thì siêu âm của mình khi da về thì mình sẽ thấy cái mất đi cái lớp da bình thường so với lại xung quanh và nó đào bên trong bởi một cái cấu trúc nó chưa dịch dịch, cho nên là đặt chí CBC là bướu bã. Bản chất nó là dịch, nhưng mà dịch nên nó rất là đặc, thì cái phản âm của nó thường nó bằng để cho cái phản âm vậy và đánh giá là cấu trúc thả. Còn nếu đặt đầu dò ngay chính giữa của cái da thì mình sẽ thấy nó là một lỗ hổng xuống của cái lỗ chân lông. Khó hơn đó chính là cái bướu mỡ, cái lớp da phía bên trên nó bình thường và rõ ràng cái là cái mỡ thì thường nó phản âm kém hơn. Và nó giới hạn ở trong cái lớp mỡ ở đây, một cái khối nó không còn cái hình ảnh của mỡ bình thường, là cái dạng cảm được cái dạng lát đá, và đây nó là một cái cấu trúc, nó có cái vỏ bao rõ ràng. Có nhiều khi mỡ thì nó lại là cái đa vị, nó không có vỏ bao, nhưng mà mình soi lại cái mỡ lân cận ở xung quanh
thì mình sẽ thấy cấu trúc này nó vẫn còn độ phản âm của giống như mở, nhưng mà nó mất cái cấu trúc của các cái vách bình thường giống như là cái dạng cảm, mà nó có giới hạn nó thành khổ. Và cái lớp cơ bình thường để chứng tỏ rằng đây không phải là cái tổn thương bình cơ. Tuy nhiên nó có những cái thể bướu mở, nhưng mà nó nằm ở trong cơ, nó đi xuyên qua bao cơ, nó đi ra ngoài, thì lúc đó mình thấy cấu trúc của nó mở đây, nó có một cái chỗ nó thông thương với lại cái bao cơ, và cấu trúc này nó đi len lỏi trong cái cơ đó, nhưng mà bản chất nó là mở với một phần bướu mở. Cái bướu mở thì nó bị nó mềm, cái đầu dòng của mình thì khi làm siêu âm thì chúng ta cố gắng là chúng ta đừng có đè ép nhiều, bởi đè ép thì nó sẽ biến dạng giống như là trở về cái lớp bình thường. Chúng ta phải để nhẹ nhàng, nó vừa áp sát với bề mặt da, đánh giá cái bề mặt da trên cái thước bề mặt da bình thường, chỉ có bất thường nằm trong lớp mở, và lớp cơ dưới có thể bình thường hoặc có thể nó thông thường, như là cái lớp cơ bên trong thông thường là nó sẽ đi qua cái bao cơ, mà mình dễ dàng xác định được cái bao cơ ở trên siêu âm là những cấu trúc phải không chị? Một cái cần phân biệt nữa đó là cái tinh hoàng ẩn ở cái vùng bẹn. Để ở vùng bẹn chúng ta thấy những cái tinh hoàng ẩn thì mình dễ hay nhầm với lại cấu trúc hạch hoặc là cái bướu mở. Nhưng mà tinh hoàng thì nó có cái gì cho nó chết gì? Tinh hoàng, bướu mở và thạch vì nó nằm ở trong cái vùng, nó là tinh hoàng ẩn thì nó sẽ nằm ở trong cái vùng bẹn hoặc là trong bọc bẹn. Thì theo các chị nó có cái gì để phân biệt? Nó cũng là một cái cấu trúc thành bầu dục như vậy, cái phản âm của nó kém hơn, nó tương đối đồng nhất, kích thước có thể là trục dọc của nó tùy cái hình dạng, có thể là thông thường thì nó cũng chỉ khoảng 1.5-2 cm cục lớn, còn ngang của nó từ khoảng 1-1.5 cm. Chắc chắn điều là nó không giống như tinh hoàng bình thường. Là như vậy mình phải cần phân biệt. Nó là ẩn thì đầu tiên nó phải mang tính chất của cái tinh hoàng trước, là nó có cái gì? Nó sẽ có cái trung tâm của tinh hoàng, còn cấu trúc phản âm dày là một. Ở phía trên của nó phải nối liền với dây tinh, là một cái thần sơ, thì cái siêu âm của cái dải sơ đó là nó phải có. Cái thứ ba tính chất của tinh hoàng nó là gì? Là khi các chị ấn vô là nó bị tức, còn nó bị bướu mở, các chị có đè cái nào nó cũng không có cảm giác gì. Kể cả cái hạch, các chị thấy cái hạch viên ấn vô nó bị đau, còn cái hạch bình thường các chị là ở cổ, ở bụng mẹ đầy hạch đó, nhưng mà các chị ấn vô nó đâu có đau. Cho nên đó là những cái tính chất mà trên lâm sàng ngay cả siêu âm của mình thấy nó thấy đồng giỏi. Nếu mà không đau thì một điều chắc chắn nó phải là tinh hoàng, bởi tinh hoàng nó mang đầy đủ tính chất của nó, phải có tinh tinh, phải có động mạch, phải có tinh mạch, phải có thần kinh. Cái thần kinh đó phản ánh bằng cái ấn vô nó cảm giác là tức, ấn mạnh nó đau, còn mình ấn quá mạnh thì sao? Sao mình phải ăn bằng tay nhân dưỡng nó nhân sát này. Đó thì đó là những cái thủ tục mà cái việc này cần phải phân biệt đó. Dù như một cái hạch nó cũng giống giống như vậy, nó cũng có rung hạch,
từng quạt thì là trung thất từng quạt, thạch thì nó có rôn hạch, thạch viêm thì ấn vô nó đau, thạch sinh mạch máu. Nhưng mà cái tính chất di động là một, cái thứ hai là cái tính chất cái phần ở phía trên đầu của nó, cái từ lại từ tinh nối dài trên thạch không có, độ di động nó kém hơn. Và thông thường một cái thạch khi mà nó bị lại rồi thì thông thường cái độ phản âm của nó kém hơn so với cái tinh quạt, kém hơn nhiều so với cái bu mỏ, và gần như mình sẽ thấy được cái rốt thạch. Còn nếu mà có chút dạng thạch mà nó mất đi cái rốt thạch thì thông thường nó lại là cái tính chất của thạch ăn rồi. Số cái cũng phát triển cái lời cái bu mỏ, cái bu mỏ trong cái bẹn đó, chỉ có định tính chất ấn vô đau cũng đã. Dưới dùng đùi hoặc là dùng ngay chỗ cái dùng bẹn, trên bẹn có những khối phòng, những khối phòng đấy nếu mà mình khám lâm sàng có thể mình thấy nó đập hoặc là mình nghe thì nó có cái tiếng rùng. Còn khi làm cái siêu âm của mình thì đương nhiên mình thấy vữa động mạch với tĩnh mạch thì nó có thông thương với nhau dễ dàng. Trắng đen cũng đã thấy rồi, lớp le thì giới tính hiệu lớp le mình thấy rõ ràng rồi. Đương nhiên thì giới dự giả bệnh này thì cái chuyện điều trị phải làm một tuần thì ngày càng chúng ta sẽ càng thấy nhiều cái này. Lý do là gì? Lý do là các cái can thiệp mạch máu, can thiệp ngày nay thì can thiệp mạch rất là nhiều, mà can thiệp mạch tiền sâm là phải đâm vô cái động mạch đùi ở chỗ này. Nhưng mà khi mà đâm vô động mạch đùi để đi vô động mạch hoặc tĩnh mạch, nhiều khi cái cây kia của mình đâm đâm qua hai thành, từ động mạch qua tĩnh mạch đùi, thì một cái kim khoảng 18 gau khi mà đâm qua xuyên qua cả động mạch lẫn tĩnh mạch nó sẽ để lại một cái đường thông thương. Nếu mà trong trường hợp thì thành mạch của nó mở, thành mạch của nó bị giọt do sơ vữa ấy đó, thì nó dễ tạo nên một cái giả phình hoặc là một cái thông thương giữa động tĩnh mạch. Hoặc nó không lành, nó tụ máu ở phía xung quanh rồi nó tạo nên cái giả phình. Thì trong những trường hợp đó, càng ngày sau này sẽ gặp nhiều hơn. Là siêu âm của các chị khi dùng bẹn cũng phải cảnh giác. Thông thường thì lâm sàng ta đã có được rồi. Nhưng mà nếu mà một số bác sĩ mà ít gặp thấy cái khối ở dùng bẹn mà không để ý tới những chất độc, không để ý khi sợ những chất rù, mình có cảm giác được bằng tai hoặc là nghe bằng cái ống nghe thì trên siêu âm của mình với những cái đặc điểm này mình sẽ xác định nó được xác định. Và đương nhiên cái điều kiện của nó hoàn toàn khác so với một khối u. Dù một cái ông bác sĩ ngoại khoa phổng quát bình thường không phải là dân mạch máu tưởng đâu khối u mà đặt dao vô đây cái chỉ có bệnh nhân chỉ có chết, không chết thì cũng phải cắt một cái chỉ. Cho nên vì cái tính chất quan trọng của điều trị đó mà anh chị phải lưu ý để không bị khóc. Thì đó là nội dung của cái phần mà siêu âm mô bẹn của thành phụng bẹn muốn trao đổi với các anh chị. Các anh chị có thắc mắc hay là gì cần trao đổi?